Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 81. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ ta nói như vậy trong lòng ngươi sẽ phi thường khó chịu, nhưng đây là sự thật, bởi vì ngươi bây giờ tình trạng so vừa mới phát tác thời điểm lại nặng một chút, đi qua trong cơ thể ngươi cũng không khác chồng chân khí, mà bây giờ nhiều hai chồng, nói như vậy, đi qua ta dùng dĩ dương đạo âm phương pháp chỉ cần đối phó ngươi một cái, mà bây giờ còn muốn đồng thời đối phó hai cái, liền giống với, tương đương với đồng thời cùng ba người lên giường, ngươi nói ta có mệt hay không? Mặc Hàm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặc dù biết rất rõ ràng Hứa Thuần Lương nói cầu thả lý không cầu thả, nhưng từ trong miệng hắn như thế nói thẳng ra thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mặc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cút cho ta, có bao xa lăn bao xa, tốt nhất từ thế giới của ta bên trong vĩnh viễn biến mất. Hứa Thuần Lương nói, ta tự nhiên là muốn đi, ta còn có một vấn đề, giúp cho ngươi hai người kia hẳn là một nam một nữ a. Mặc Hàm không nói gì. Chẳng khác gì là chấp nhận Hứa Thuần Lương suy đoán, trong lòng thầm than, hắn quả nhiên lợi hại. Hứa Thuần Lương nói, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp bọn họ một chút, hai người này mặc dù không giải quyết được vấn đề của ngươi, nhưng võ công tương đương lợi hại. Hắn tướng một tờ đơn thuốc đặt ở trên bàn trà, nói khẽ, ta trước mắt mặc dù dễ trị không được ngươi mấu chốt, nhưng cái này tờ đơn thuốc đối ngươi nhiều ít vẫn là có ít chỗ tốt, kia bình thuốc đừng lại ăn, đối ngươi mà nói không khác uống rượu độc giải khát. Càng không muốn ý đồ đạo nhập người khác chân khí đến giải quyết tự thân vấn đề, như thế sẽ chỉ thêm nhanh ngươi sụp đổ. Chẳng biết tại sao, Mặc Hàm trong lòng đối với hắn vừa mới thật không dễ dàng mới tích lũy ác cảm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nàng ý thức được mình chưa hề đều không có chán ghét qua Hứa Thuần Lương, lại càng không cần phải nói hận. Vô luận nàng thừa nhận hay không, cho tới nay đều là Hứa Thuần Lương trợ giúp nàng rất nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ta phải đi, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Va chạm gây gổ xác suất quá cao, ngươi là xã hội nhân viên nhàn tản, ta là bên trong thể chế cán bộ, xảy ra vấn đề phiền phức của ta liền lớn. Mặc Hàm nhỏ giọng mắng, mặt cũng không cần. Hứa Thuần Lương quay người rời đi, Mặc Hàm không có đứng dậy, cứ như vậy ngồi yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt trở nên ôn nhu. Hứa Thuần Lương đi vào Tô Tình chỗ đã là 3 giờ sáng, hắn ngạc nhiên phát hiện Tô Tình thay đổi cửa phòng mật mã, ôm thái độ muốn thử một chút nhấn vang lên chuông cửa. Không người quản môn, Tô Tình đại khái suất không ở nhà, phát cái tin, như là đá chìm đáy biển bạt vô âm tín. Hứa đại giáo chủ ý thức được, từ trước đến nay ôn nhu quan tâm Tô Tình cũng phạm tính khí, tối hôm qua đều làm xong toàn thân tâm kính dâng chuẩn bị, kết quả chính mình cái này không hiểu phong tình không may hàng cứ như vậy cho bạch bạch bỏ qua, muốn trách chỉ có thể trách Mặc Hàm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương vẫn là đúng hạn xuất hiện ở tỉnh vệ thị, Tô Tình cũng chưa có trở về tránh, đi vào cửa chính đón hắn. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, đối chuyện tối ngày hôm qua không nhắc tới một lời, nói khẽ, Tăng Đài ở văn phòng chờ ngươi đấy. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua. Tô Tình đánh gãy hắn, ta ngủ được quá nặng, không nghe thấy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ ngươi ngủ được chìm có thể giải thích, ra môn mật mã làm sao cũng sửa lại, cái này giải thích thế nào. Tô Tình hẳn là sẽ không coi là thật tức giận chính mình, nhưng cho dù tốt tính tình cũng có nghĩ không ra thời điểm. Chỉ có thể tìm cơ hội hảo hảo đền bù một chút. Tô Tình mang theo Hứa Thuần Lương đi vào đài trưởng Tăng Bản Tuyên văn phòng. Tăng Bản Tuyên chuyên môn nhín chút thời gian cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, hắn mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống. Tô Tình đem Hứa Thuần Lương đưa đến liền hoàn thành nhiệm vụ, cười nói, Tăng Đài, Hứa chủ nhiệm, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta trước đi làm việc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu khách khí nói, phiền toái. Tăng Bản Tuyên cùng Hứa Thuần Lương không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ tại Hình Văn Hổ trong nhà ăn cơm xong, Hứa Thuần Lương còn đưa cho hắn một bức chữ, hắn cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình quan hệ, cho nên phi thường minh bạch hai người khách khí đều là làm cho mình nhìn. Hứa Thuần Lương sau khi ngồi xuống trước giới thiệu một chút hắn hiện tại xử lý công việc cùng sắp triệu khai chiêu thương đại hội. Làm một tỉnh đài lãnh đạo, Tăng Bản Tuyên đối loại này thì cấp chiêu thương đại hội hứng thú lúc đầu không lớn, dù sao tại loại này trong hợp tác, tỉnh đài có thể lấy được lợi ích rất ít. Chủ yếu ý nghĩa ở chỗ trợ giúp địa phương tuyên truyền. Nhưng là Tăng Bản Tuyên vẫn là nguyện ý trợ giúp một người trẻ tuổi, nhất là người trẻ tuổi này vẫn là Hình Văn Hổ bạn vong niên, thư pháp còn viết tốt như vậy. Hai người hàn huyên một giờ, hơn phân nửa thời gian đều là đang nói chuyện thư pháp, cùng lãnh đạo nói chuyện nhất định phải hợp ý, chỉ cần đem lãnh đạo trò chuyện cao hứng, làm việc như vậy vấn đề tự nhiên là giải quyết. Cho tới hưng khởi. Tăng Bản Tuyên đưa ra để Hứa Thuần Lương cho hắn trong văn phòng viết một bức chữ,
nội dung rất đại khí cũng rất bình thường, thiên hạ là công. Hứa Thuần Lương vui vẻ đáp ứng, lúc này vẩy mực múa bút là Tằng Bản Tuyên viết một bức chữ, thiên hạ là công, nếu như Tằng Bản Tuyên thật có thể lấy bức chữ này làm gương, mình cũng coi như làm một kiện việc thiện. Tằng Bản Tuyên đối Hứa Thuần Lương thư pháp khen không dứt miệng, từ Hứa Thuần Lương trên thân hắn nhận thức đến thư pháp cũng là có thiên phú, như chính mình loại này vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể đạt tới Hứa Thuần Lương cảnh giới. Tằng Bản Tuyên người này đối nắm chắc lòng người vẫn rất có một bộ, chủ động đưa ra để Tô Tình mang một cuộc phỏng vấn tổ tiến về phỏng vấn chiêu thương đại hội. Hứa Thuần Lương vốn là muốn chủ động đưa ra yêu cầu này, dù sao vẫn là nghĩ Tô Tình sư xuất nổi danh, Tằng Bản Tuyên cái này thuận nước dong thuyền làm được chính là thời điểm. Hứa Thuần Lương vô cùng cao hứng từ đài trưởng văn phòng ra, trực tiếp đi văn lữ kênh tìm Tô Tình. Hứa Thuần Lương đi vào văn lữ kênh, Tô Tình cùng một bang tuổi trẻ tiểu đồng bọn chính đang làm việc. Hứa Thuần Lương cũng không có quấy rầy, tìm nơi hẻo lánh một mình ngồi xuống. Tô Tình bận rộn hơn 10 phút, lúc này mới lưu ý đến hắn đến, thả dưới làm việc đi vào trước mặt hắn, giận trách, tới cũng không gọi ta. Hứa Thuần Lương cười nói, nhìn thấy ngươi bận rộn công việc, không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Tô Tình nói, ngươi còn có ngượng ngùng gì? Hứa Thuần Lương nghe ra nàng rõ ràng còn mang theo oán khí, cười nói, ta đến chính là hướng ngươi giải thích. Tô Tình nói, không cần giải thích, không cần phải vậy, lại nói ta lại không để trong lòng, đúng, làm sao đàm lâu như vậy? Thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, thuận lợi, Tăng Đài đáp ứng để ngươi mang cái phỏng vấn tổ đi qua cho chúng ta hỗ trợ. Tô Tình nói, đều không cần trưng cầu ý kiến a. Hứa Thuần Lương nói, ta là thành tâm thành ý mời xin ngươi giúp một tay, không được nữa, quay đầu các loại lúc không có người ta cho ngươi đập một cái. Tô Tình mắng, ta cũng không nên. Rốt cục vẫn là đưa ra một cái nghẹn ở trong lòng thật lâu vấn đề, ngươi hôm qua ở nơi nào ngủ. Hứa Thuần Lương đưa di động đặt phòng ghi chép cho nàng nhìn, ngay tại nhà nàng đối diện nhà khách, chuyện này nói rất dài dòng, ta bị nàng hố, tình huống cụ thể hôm nào lại nói tóm lại ta không chịu thiệt. Không chịu thiệt chính là chiếm nàng tiện nghi. Hứa Thuần Lương trợn mắt hốc mồm, thật sự là bội phục nữ nhân não mạch kín. Hứa Thuần Lương thở dài nói, nàng có cái gì tiện nghi có thể để ta chiếm, ngoại trừ có hai tiền bẩn, ta lại không quan tâm, ta kỳ thật ước gì nhanh đi về, nhưng lại muốn từ nàng nơi đó thám thính một chút tình huống, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Tô Tình nói, được rồi, ngươi không cần giải thích, ta lại không là hẹp hòi người. Nàng biết Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm tối hôm qua không có phát sinh cái gì liền thoải mái hơn, nàng cũng rõ ràng tình huống lúc đó, Mặc Hàm bản thân liền quỷ kế đa đoan, Hứa Thuần Lương nếu là thật sự cùng nàng có cái gì, tối hôm qua cũng sẽ không như thế sớm liền trở lại. Tô Tình phát hiện mình tại Hứa Thuần Lương trên thân là triệt để luân hãm, rạng sáng 2 giờ, mình thế mà còn vì hắn kiếm cớ, bất qua Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm ở giữa hẳn không có cái gì, hắn mặc dù hoa tâm một chút, nhưng đối với mình từ không nói láo, có chính là có, không có chính là không có. Hứa Thuần Lương nhỏ giọng nói, nếu không ta hôm nay không đi, ban đêm đi chỗ ngươi. Con hàng này một mặt lấy công chuộc tội thành khẩn. Tô Tình lắc đầu, ta cũng không thể chậm trễ công việc của ngươi. Công việc nào có ngươi trọng yếu? Hứa Thuần Lương điện thoại vừa đúng vang lên, Tô Tình chép miệng ra hiệu hắn trước nghe, có chút lời không thể nói quá vẹn toàn. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua số điện thoại. Có chút kỳ quái, điện thoại lại là Tô Vân Toàn đánh tới, lần trước hắn đến Nam Giang huấn luyện thời điểm, Tô Vân Toàn ra tai nạn xe cộ, Hứa Thuần Lương đã từng tiến về bệnh viện thăm viếng qua hắn, lúc ấy Tô Vân Toàn hôn mê bất tỉnh, Hứa Thuần Lương chuyên môn hỏi qua hắn giường ngủ bác sĩ, nói Tô Vân Toàn thức tỉnh hy vọng không lớn. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, nghe được thanh âm của đối phương mới dám xác định hoàn toàn chính xác chính là Tô Vân Toàn. Tiểu Hứa, ta muốn gặp ngươi. Hứa Thuần Lương vô ý thức nhìn Tô Tình một chút. Tô Tình tức giận nói, vẫn là công việc trọng yếu, người trước bận bịu công việc. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng diễn truyền bá sảnh đi đến. Hứa Thuần Lương có không thể không gặp Tô Vân Toàn lý do, Tô Vân Toàn phát sinh tai nạn xe cộ trước đó đã từng đi Nam Giang trường đảng đi tìm hắn, lúc ấy Tô Vân Toàn lộ ra rất sợ hãi, có thể xác định chính là Tô Vân Toàn tai nạn xe cộ cùng Loan Ngọc Xuyên, Bạch Mộ Sơn, Tiết An Lương cái này một loạt án mạng có quan hệ. Phía sau màn hắc thủ có thể là cùng một cái. Tô Vân Toàn trước mắt vẫn tại tỉnh Nhân Y khôi phục trung tâm ở, Hứa Thuần Lương đến thời điểm gặp được phụ trách án này Liễu Thanh Sơn. Hứa Thuần Lương cười nói, Liễu nội, không phải ngươi để Tô Vân Toàn gọi điện thoại cho ta à?
Liễu Thanh Sơn vui tươi hớn hở cùng hắn nắm tay nói, Tô Vân Toàn sau khi tỉnh dậy, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới, xem hắn có thể nhớ lại cái gì, có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Hứa Thuần Lương cố ý nói, làm sao, kia mấy khởi án mạng vẫn là không có manh mối. Liễu Thanh Sơn thở dài, trên mặt biểu lộ vô kế khả thi. Hứa Thuần Lương nói, nhiều một chút kiên nhẫn, cái này không Tô Vân Toàn đã tỉnh, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Liễu Thanh Sơn nói, hai ngày này lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Lúc nói chuyện ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ hắn chỉ phải là cái gì, con hàng này nhất định đang nghĩ, ngươi làm sao vừa đến Nam Giang liền có án mạng phát sinh. Liền Hứa Thuần Lương chính mình cũng thừa nhận cái luật thép này, nhưng là thật sự là hắn cùng Đường Kinh Luân bản án không quan hệ. Liễu nội, xin nhờ có thể hay không đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta cũng không phải ngươi nghi phạm. Liễu Thanh Sơn nói, tình tiết vụ án không có tra ra manh mối trước đó, bất kỳ người nào đều có hiểm nghi, người chết gọi Đường Kinh Luân, người hẳn là nhận biết a. Hứa Thuần Lương nói, người ta quen biết nhiều, chẳng lẽ phàm là chết một cái đều cùng ta có quan hệ. Liễu Thanh Sơn nói, ý của ta là, cái này mấy khởi án mạng người chết tại khi còn sống hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngươi có liên hệ. Hứa Thuần Lương nói, cái này mấy tên người chết khi còn sống không phú thì quý, bọn hắn nhận biết đại nhân vật nhiều, người hẳn là tìm những đại nhân vật kia đi điều tra. Liễu Thanh Sơn nói, có ý tứ gì? Ý của ta là, ta cùng bọn hắn không có lợi hại xung đột, có thể liên tiếp đem những này người khô rơi người tuyệt không phải nhân vật bình thường, nói đơn giản một chút, cũng là không phú thì quý, Liễu đội A, ta cảm thấy trong này thâm bất khả trắc. Liễu Thanh Sơn bởi vì thâm bất khả trắc bốn chữ mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Thuần Lương chỉ phòng bệnh, ta hiện tại có thể đi nhìn Tô Vân Toàn sao? Liễu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Hứa Thuần Lương tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Tô Vân Toàn nửa nằm, trong phòng cũng không có bồi người. Tô Vân Toàn hai mắt ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết là tại thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc vẫn là đắm chìm trong hồi ức. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, Tô Vân Toàn lúc này mới quay đầu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương mím môi, hô, đến rồi. Hứa Thuần Lương đem một bó hoa tươi đặt ở giường của hắn đầu, đã tới quan sát dù sao cũng phải làm dáng một chút. Tô Vân Toàn chào hỏi hắn ngồi xuống, từ Tô Vân Toàn ăn nói đến xem, khôi phục coi như không tệ. Hứa Thuần Lương cùng Tô Vân Toàn đi qua không có gì giao tình, nói thật hắn còn có chút xem thường Tô Vân Toàn làm người, dứt bỏ Tô Vân Toàn người nghiệp vụ trình độ không nói, hắn tại hoạt động xã hội bên trong đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, nóng lòng muôn hình muôn vẻ danh dự cùng xưng hào. Loan Ngọc Xuyên khi còn tại thế đã từng cho hắn không ít giúp trợ. Đương nhiên Loan Ngọc Xuyên chết đồng dạng mang cho Tô Vân Toàn phiền toái không nhỏ, nhất là nằm viện trong lúc đó bị người bỏ ra cây thầu dầu độc tố, để Tô Vân Toàn cầm đầu trị liệu đoàn đội cơ hồ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu, kế tiếp tai nạn xe cộ càng làm cho Tô Vân Toàn suýt nữa mất mạng. Tô Vân Toàn nói, ta thề ta gặp được người kia nhất định là Bùi Lâm, chính là nàng cho Loan Tổng hạ độc. Hứa Thuần Lương cười cười. Nghĩ không ra Tô Vân Toàn sau khi tỉnh dậy vẫn đem chuyện này nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tô Vân Toàn coi là Hứa Thuần Lương cũng không tín nhiệm mình, lớn tiếng nói, ngươi tin ta không có nhìn lầm. Hứa Thuần Lương nói, Tô giáo sư, Bùi Lâm đã chết, điểm này không thể nghi ngờ, cảnh phương có thể chứng minh điểm này. Tô Vân Toàn lẩm bẩm nói, không có khả năng giống như, trừ phi nàng có cái giống nhau như đúc song bào thai tỉ muội, hoặc là có người dựa theo bộ dáng của nàng tiến hành chỉnh dung. Hứa Thuần Lương nói, Bùi Lâm không có song bào thai tỉ muội. Tô Vân Toàn ngẩng đầu nhìn Hứa Thuần Lương, lời thề son sắt nói, đó chính là chỉnh dung, nhất định là có người chiếu vào bộ dáng của nàng làm chỉnh dung giải phẫu. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ đi, kỳ thật còn có thật nhiều dịch dung giải phẫu có thể làm được, tỉ như thiên cơ biến, có lẽ rất nhiều giang hồ bí kỹ cũng không thất truyền. Hứa Thuần Lương nói, Tô giáo sư, người tới tìm ta chính là muốn nói chuyện này. Tô Vân Toàn nói, ta tối hôm qua giống như lại thấy nàng. Ai? Bùi Lâm, Tô Vân Toàn hai mắt bên trong toát ra sợ hãi quang mang, nàng muốn giết ta. Người có hay không nói cho cảnh sát? Tô Vân Toàn nhẹ gật đầu, bọn hắn không tin ta, bọn hắn cho rằng là ảo giác của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần lo lắng, cảnh sát sẽ bảo vệ ngươi. Tô Vân Toàn nói, vô dụng, Loan Ngọc Xuyên an phòng biện pháp làm được tốt như vậy, kết quả vẫn là bị người chui chỗ trống, ta sợ hãi, ta không muốn chết, ta cái gì cũng không làm qua,
Loan Ngọc Xuyên chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nhìn thấy tâm tình của hắn lại kích động lên, an ủi hai câu lui ra ngoài cửa. Liễu Thanh Sơn không có đi, vẫn luôn ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ra, hỏi, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Hứa Thuần Lương không có cần thiết giấu giếm, đem vừa rồi Tô Vân Toàn đơn giản thuật lại một lần. Liễu Thanh Sơn nghe xong, có chút bất đắc dĩ cười nói, hắn cùng chúng ta cũng là nói như vậy, nói cái gì có người muốn hại hắn, nói đêm qua Bùi Lâm mặc đồng phục y tá đi vào hắn bên giường, chúng ta điều tra giám sát, căn bản không có chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, xác định. Liễu Thanh Sơn nói, đương nhiên xác định. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là Tô Vân Toàn sinh ra ảo giác. Liễu Thanh Sơn nói, không rõ ràng, bất quá bây giờ hẳn là không người muốn hại hắn đi, nên nói hắn đều đã nói qua. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, Tô Vân Toàn cũng không phải là cái nhân vật trọng yếu, hắn cũng không tham gia Loan Ngọc Xuyên, Bạch Mộ Sơn những người này sự tình bên trong, càng không biết cái gì tiên thiên kinh tồn tại. Hứa Thuần Lương vẫn cho rằng Mặc Hàm hẳn phải biết một chút nội tình, nhưng là nàng sẽ không dễ dàng nói ra. Hứa Thuần Lương hướng Liễu Thanh Sơn cáo từ, Liễu Thanh Sơn cũng không có mạnh ý giữ hắn lại, cùng hắn nắm tay nói, về sau phát hiện tình huống như thế nào mời kịp thời cùng ta liên hệ. Hứa Thuần Lương cười nói, Liễu đội yên tâm, chúng ta nhưng thật ra là một cái chiến hào chiến hữu, tại đối đãi tội ác phương diện ta và ngươi bảo trì nhất trí. Liễu Thanh Sơn nói, đả kích tội ác là cảnh sát chúng ta trách nhiệm, ngươi chỉ cần phối hợp liền tốt, tuyệt đối không nên làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Hứa Thuần Lương vừa rời đi tỉnh Nhân Y liền tiếp vào Lưu Hải Dư điện thoại, hẹn hắn gặp một lần. Từ khi Đường Kinh Luân bị giết về sau, Lưu Hải Dư cho tới bây giờ mới chủ động cùng hắn liên hệ, đoán chừng là đang chờ nhìn cảnh sát phản ứng. Đường Kinh Luân chết để Hứa Thuần Lương đối Lưu Hải Dư mời mình Nam Giang hành trình sinh ra không ít hoài nghi, nhưng Lưu Hải Dư lại là phụ thân tín nhiệm thủ hạ, lần này Đường Kinh Luân chết cũng không có mang đến cho mình bất kỳ phiền phức, nhưng cái này vẫn là không thể bỏ đi Hứa Thuần Lương nghi ngờ trong lòng. Lưu Hải Dư ước định địa điểm tại thành thị âm nhạc quảng trường. Hứa Thuần Lương đến địa điểm thời điểm, nhìn thấy Lưu Hải Dư mặc trưởng khoản áo lông, mang theo cọng lông mũ, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ ngồi tại thái dương trong đất, trong tay bưng một ly cà phê, trên ghế ngồi còn thả một chén, rõ ràng là Hứa Thuần Lương chuẩn bị. Hứa Thuần Lương đi vào hắn ngồi xuống bên người, Lưu Hải Dư nói, vừa mua cà phê, uống lúc còn nóng. Hứa Thuần Lương cầm lấy kia ly cà phê nhìn thoáng qua, phá phí a. Đang uống cà phê Lưu Hải Dư thế mà bị sặc. Thật sự là hắn tại nhãn hiệu cùng tính so sánh giá cả bên trong tuyển chọn cái sau, hắn thấy hơn 10 khối bản thổ nhãn hiệu cùng 30 khối hàng ngoại nhập không có gì khác nhau. Hứa Thuần Lương không có chủ động triển khai chủ đề, Lưu Hải Dư là chủ động mời một phương, đương nhiên hắn muốn biểu lộ mục đích gặp mặt. Lưu Hải Dư nói, hôm nay trời thật là lạnh, lúc nói chuyện nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương ăn mặc phi thường đơn bạc, chính là thật đơn giản một thân đồ thể thao. Hứa Thuần Lương ngửi cà phê, còn tốt. Lưu Hải Dư cười nói, thật sự là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, thân thể tốt, hỏa lực lớn. Hứa Thuần Lương nói, hâm mộ cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng trở về không được. Lưu Hải Dư thở dài tựa hồ bởi vì Hứa Thuần Lương mà hơi xúc động, hai tay tiếp được chén giấy, tựa hồ muốn từ cà phê nhiệt độ bên trong thu hoạch được ấm áp cùng năng lượng. Đúng vậy a, Thuần Lương, ta hôm nay tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nói đi, quay đầu ta còn phải đánh xe. Lưu Hải Dư nói, cha ngươi mất liên lạc. Hứa Thuần Lương nhìn về phía Lưu Hải Dư ánh mắt cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, Hứa Gia Hiên mất liên lạc cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng là trải qua Lưu Hải Dư nói với mình, tựa hồ ý nghĩa có chút khác biệt. Lưu Hải Dư nói, ngươi hẳn là thanh một chút hắn tình huống, cho tới nay hắn đều là vì quốc gia công tác. Hứa Thuần Lương nói, ta không rõ ràng. Lão Hứa từ không đề cập qua hắn trong công tác bất cứ chuyện gì. Lưu Hải Dư nói, là hắn để cho ta cho ngươi cung cấp một tổ chức thân phận, mục đích là vì bảo hộ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta giống như chưa từng có tìm các ngươi muốn qua thân phận gì, ta cũng không rõ ràng các ngươi cụ thể là làm cái gì, ta kỳ thật không cần bảo hộ, coi như cần, các ngươi cũng chưa chắc có thể bảo vệ ta. Lưu Hải Dư nói, cha ngươi tại tổ chức danh hiệu là Thiết Ưng, là chúng ta ưu tú nhất một thành viên. Cũng là lão sư của ta. Hứa Thuần Lương tâm tình bắt đầu trở nên nặng nề, Lưu Hải Dư chủ động hướng mình nhắc lên phụ thân thân phận danh hiệu, liền chứng minh phụ thân rất có thể xảy ra chuyện,
lại hoặc là hắn chỗ đơn vị đã không có ý định lại vì hắn cung cấp bảo hộ. Lưu Hải Dư nói, đối với chúng ta nghề này tới nói, một khi quan hệ xã hội bại lộ, bình thường gặp phải hai lựa chọn, một là, thông qua giải phẫu thay hình đổi dạng đổi thành một thân phận khác lại bắt đầu lại từ đầu, còn có một lựa chọn chính là về hưu. Bình thường tới nói, tất cả mọi người chọn cái sau. Ra ra ngươi ngộ hại thời điểm, cha ngươi chính tại thi hành một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, vì cho ra ra ngươi báo thù, hắn tự tiện cải biến tổ chức sớm định ra kế hoạch, cho chúng ta mang đến rất tổn thất lớn. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại, lão Lưu, ngươi nói với ta những này làm gì? Là chuẩn bị để cho ta cha nợ con trả sao? Lưu Hải Dư lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta lần này tìm nguyên nhân của ngươi là nhìn xem ngươi có thể hay không liên hệ với hắn, hy vọng hắn không cần tiếp tục khư khư cố chấp, bằng không hậu quả sẽ không có cách nào thu thập. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tìm nhầm người, chuyện của hắn không có quan hệ gì với ta, nếu như các ngươi đối gia đình của ta tình huống có hiểu biết, nên rõ ràng, ta cùng hắn cộng đồng sinh hoạt thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, là gia gia của ta tướng ta nuôi dưỡng thành người, cho nên ta đối với hắn không có nhiều tình cảm. Không nói gạt ngươi, ta còn có chút hận hắn, ta nhận vì hắn là dẫn đến gia gia của ta ngộ hại kẻ cầm đầu. Lưu Hải Dư bắt đầu ý thức được mình rất khó từ Hứa Thuần Lương nơi này đến bất kỳ tình báo, có lẽ hắn nói đều là thật. Lưu Hải Dư thở dài nói, kỳ thật chúng ta những người này đều rất rõ ràng, chỉ muốn gia nhập tổ chức, chẳng khác nào đem sinh mệnh giao cho tổ chức, từ một ngày kia trở đi liền cùng gia đình không quan hệ, có chuyện ta nhất định phải ăn ngay nói thật. Ta cũng không có dựa theo cha ngươi ý tứ giúp ngươi làm tổ chức thân phận, bất kỳ người nào gia nhập tổ chức đều là cần thông qua nghiêm ngặt khảo hạch, cho nên. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ngươi vẫn luôn tại lá mặt lá trái, lấn lừa gạt hai người chúng ta. Lưu Hải Dư nói, không phải lừa gạt, là bảo vệ, là tại ta năng lực cá nhân phạm vi bên trong cho ngươi sáng tạo lớn nhất tiện lợi. Nghe nói mình cũng không có cái gì cái gọi là tổ chức thân phận, Hứa Thuần Lương ngược lại cảm giác dễ dàng rất nhiều. Khả năng Hứa Gia Hiên hy vọng mình gia nhập, dạng này tổ chức liền có thể tốt hơn bảo vệ mình, nhưng hắn cũng không có ý thức đến hưởng thụ tổ chức bảo hộ đồng thời cũng muốn gánh chịu càng nhiều nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lưu Hải Dư lần này lá mặt lá trái ngược lại thành toàn Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vẫn là phải cảm ơn ngươi, lão Lưu, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng là ta thật bất lực, Hứa Gia Hiên bất luận cái gì hành vi chỉ đại biểu chính hắn, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Minh Bạch liền tốt. Về sau a, chúng ta vẫn là phân rõ giới hạn, ngươi cùng lão Hứa dù sao sư đồ một trận, cũng không muốn cho người nhà của hắn gây phiền toái có đúng hay không? Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu, ta chính là cái này ý tứ. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, lão Lưu a, người tốt a, nhưng các ngươi cái đơn vị này tương đối đặc thù, công là công tư là tư, không thể có nửa chút nhân tình, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, về sau chúng ta coi như không biết. Từ nay về sau từ biệt hai rộng. Lưu Hải Dư nói, tốt a. Hứa Thuần Lương đứng dậy đường đi bên cạnh đón xe. Lưu Hải Dư liền ngồi ở chỗ đó nhìn qua hắn lên xe đi xa, thẳng đến xe taxi biến mất tại hắn ánh mắt bên ngoài, Lưu Hải Dư mới cúi đầu nhìn thoáng qua liền trên ghế cà phê, Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi đều không có uống qua. Lưu Hải Dư khóe môi hiện ra một nụ cười khổ, tiểu tử này tám thành hoài nghi cái này ly cà phê có vấn đề, lòng nghi ngờ thật đúng là đủ nặng. Hảo hảo cà phê cũng không thể lãng phí, Lưu Hải Dư bưng lên ly kia Hứa Thuần Lương không nhúc nhích cà phê uống, tư vị trong đó chỉ có hắn tự mình biết. Tô Vân Toàn tỉnh lại cũng không có nghĩa là vận mệnh của hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, một trận có dự mưu mạng lưới phong bạo đột nhiên bộc phát, kỳ thật chỉ là một chút chuyện cũ năm xưa, có người đem Bùi Lâm năm đó xử lý y dược tiêu thụ một chút tấm màn đen lộ ra ánh sáng tại trên mạng. Ở trong đó chủ yếu dính đến Tô Vân Toàn, mặc dù mục tiêu nhân vật là Tô Vân Toàn. Nhưng là đã chết đi Bùi Lâm cũng chuyện như vậy mà lại lần nữa bị người nhớ lại. Người đã chết sẽ không để ý người khác đối nàng chế nhạo cùng chửi rủa, nhưng là nàng còn có người nhà. Vừa mới chậm thở ra một hơi đi lên Triệu Phi Dương lại cảm thấy mây đen áp đỉnh, cái này Ô Vân còn mang theo như vậy một chút quá thời hạn lục. Triệu Phi Dương nhìn thấy tin tức này thời điểm, Từ Dĩnh đang giúp hắn hống nhi tử, trong khoảng thời gian này bởi vì Hoa Gian Nhật Lưu không tiếp tục kinh doanh, Từ Dĩnh chỉ cần có thời gian liền sẽ tới. Quan hệ giữa hai người đạt thành ăn ý nào đó, ai cũng không nói thấu, ai cũng không cự tuyệt, kinh lịch như vậy chìm chìm nổi nổi, Triệu Phi Dương rốt cục ý thức được Từ Dĩnh mới là thích hợp nhất chính mình cái kia, trên đời này có rất ít nữ nhân có thể làm được đối với mình không rời không bỏ. Hắn mặc dù không biết rõ mình đối Từ Dĩnh đến tột cùng là loại nào tình cảm,
nhưng có một chút hắn phi thường rõ ràng, hắn đối Từ Dĩnh phi thường ỷ lại. Từ Dĩnh là hiểu rõ Triệu Phi Dương, nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm, liền đoán được hắn lại gặp không thuận tâm sự tình, nàng đem Thiên Hành dỗ ngủ, đóng cửa phòng, trở lại Triệu Phi Dương bên người, ôn nhu nói, không vui. Triệu Phi Dương thở dài nói, đều là phiền lòng sự tình a. Hắn đem vậy thì tin tức cho Từ Dĩnh nhìn. Từ Dĩnh sau khi xem xong nói, bát quái tin tức thôi, làm gì coi là thật, cho mình một ngạt. Triệu Phi Dương nói, sự tình đều qua đi lâu như vậy, vì cái gì còn muốn một lần lật ra đến, cái này cùng tiên thi có gì khác biệt. Đến tột cùng là ai như thế hận nàng? Từ Dĩnh nói, có lẽ không phải hận nàng, chỉ là đối phó người khác thời điểm đem nàng cho mang hộ bên trên. Triệu Phi Dương nói, vì cái gì không thể đường đường chính chính minh đao minh thương làm? Tại sao phải liên lụy vô tội? Từ Dĩnh không nói chuyện, lấy góc độ của nàng đến xem, Bùi Lâm làm sao cũng không thể vô tội, có lẽ Triệu Phi Dương chỉ vô tội là chính hắn. Triệu Phi Dương có chút thống khổ nắm nghi tâm, ta mệt mỏi, cảnh sát cái gì đều có thể hoài nghi đến trên người của ta, Uông Kiến Thành xảy ra chuyện điều tra ta, hiện tại Đường Kinh Luân chết lại muốn điều tra ta, ta có phải hay không mọc ra một trương người bị tình nghi mặt. Từ Dĩnh nói, kỳ thật bọn hắn chỉ là tại làm chút đủ khả năng công việc, Đường Kinh Luân sở dĩ chết, là bởi vì có người muốn để hắn ngậm miệng, lo lắng liên lụy với bản thân. Triệu Phi Dương tràn ngập oán niệm nói, không có một cái nào là vô tội. Từ Dĩnh tràn ngập đồng tình nhìn qua Triệu Phi Dương, Phi Dương, có lẽ ngươi hẳn là chủ động tìm Kiều Như Long nói chuyện. Triệu Phi Dương nói chuyện gì, hắn có thể trợ giúp ta cái gì? Chúng ta những tiểu nhân vật này tại hắn loại người này trong mắt căn bản không tính là cái gì. Kiều Như Long đoạn thời gian gần nhất rất ít đến Gia Gia nơi này, nếu như nói đi qua kính sợ Gia Gia là lo lắng cho mình không cách nào đạt tới kỳ vọng của hắn, như vậy hiện tại chính là đã để Gia Gia lưu lại thất vọng. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng mình hẳn là đại biểu Kiều Gia đi thăm viếng Uông Kiến Thành, vô luận là hai nhà giao tình vẫn là mình cùng Uông Kiến Thành quan hệ cá nhân. Hắn đều là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng là hắn vẫn là không có chủ động đưa ra. Hôm nay sở dĩ đi Gia Gia nơi này, hay là bởi vì mẫu thân đưa ra muốn để hắn đưa chính mình tới thăm viếng một chút lão gia tử. Kiều Như Long nhìn ra mẫu thân gần nhất tâm tình không tệ, nhưng trong nhà hoàn toàn chính xác lại không có cái gì gặp phải cao hứng sự tình, tinh tế suy nghĩ, đại khái suất cùng Kiều Uông hai nhà thông gia có quan hệ, Kiều Như Long ý thức được mẫu thân chưa hề quên qua phụ thân đối thương tổn của nàng. Cũng chưa từng buông xuống đối Mai Như Tuyết cửu hận, cho nên nàng sẽ không đối Mai Như Tuyết hiện tại vận mệnh cảm thấy đồng tình, ngược lại cảm thấy mừng thầm. Mai Như Tuyết đáp ứng Uông gia cầu hôn tại Kiều Như Long xem ra là Kiều gia cô đơn cùng đối hiện thực bất đắc dĩ. Lần nữa nhìn thấy Gia Gia, Kiều Như Long phát hiện Gia Gia tóc cư nhưng đã trắng bệch, ngày xưa thẳng tắp lưng cũng còng xuống, cái này rõ ràng vẻ già nua để Kiều Như Long giật nảy cả mình. Kiều lão ngồi tại cửa sổ sát đất trước. Ngồi tại vào đông nắng ấm dư quang dưới, cả người so với quá khứ lộ ra càng thêm hòa ái, hắn cùng con dâu Vương Tư Tề hàn huyên vài câu, Kiều Như Long một bên quy củ nghe, hai người đơn giản là trò chuyện chút chuyện nhà, nội dung mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng hai người trạng thái lại hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân thay đổi đi qua khúm núm, nói tới nói lui lực lượng 10 phần, Gia Gia lại có vẻ ủ rũ không phấn chấn, tựa hồ trạng thái thân thể không được tốt, dạng này Kiều lão tại con dâu trước mặt cũng đã mất đi qua lực uy hiếp. Hai người cũng không có bao nhiêu tiếng nói chung, cũng không lâu lắm Vương Tư Tề mình đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chủ động đưa ra muốn đi, mẹ con hai người là kết bạn tới, vốn nên đương cùng đi, nhưng Kiều lão lại nói muốn cùng Kiều Như Long đơn độc tâm sự, để lái xe trước đưa Vương Tư Tề trở về. Mẫu thân sau khi đi, Kiều Như Long ngồi vào vừa mới mẫu thân ngồi qua địa phương, cung kính nói, Gia Gia, người gần đây thân thể thế nào? Kiều lão lắc đầu, hắn cũng không muốn trả lời cháu trai vấn đề này. Một người tinh khí thần tự ở bề ngoài liền thấy rất rõ ràng, trạng thái thân thể của mình ngày càng sa sút. Kiều Như Long nói, muội muội sự tình ta nghe nói. Kiều lão ừ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi không cùng nàng liên lạc qua. Kiều Như Long nói, tán gẫu qua, ta không cải biến được quyết định của nàng. Kiều lão thấp giọng nói, ngươi trách ta. Kiều Như Long nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu Tuyết không nên gả cho Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành không cho được nàng hạnh phúc, nàng không nên do ngoại ý muốn bột nói thế nào. Kiều lão nói, ngươi thật không thể giải thích muội muội của ngươi. Hắn kịch liệt ho khan. Kiều Như Long có chút bận tâm nhìn qua Gia Gia, rốt cục dũng cảm đi tới, quan tâm vì hắn vỗ nhẹ phía sau lưng, Gia Gia, người hẳn là đi bệnh viện đi làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe.
thân thể ta không có vấn đề, Như Long, cái này việc hôn nhân là Uông Chính Đạo tìm đại bá của ngươi nói ra. Kiều Như Long nao nao, hắn mặc dù biết kết quả, nhưng là cũng không hiểu rõ sự tình phát triển toàn bộ quá trình, ý của Gia Gia là, Uông Chính Đạo nói ra, đại bá Kiều Viễn Giang thì phụ trách chuyển đạt, đại bá vì cái gì không trực tiếp cự tuyệt. Kiều Lão nói, bọn hắn lúc nhỏ, đại bá của ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, cả đám đều lấy đại bá của ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghĩ không ra hiện đang biến hóa như thế lớn. Kiều Như Long nghe Gia 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 nói bóng gió, thấp giọng nói, ta tìm cơ hội cùng đại bá tâm sự. Kiều Lão chỉ chén trà, Kiều Như Long hai tay bưng tới cung cung kính kính đưa lên. Kiều Lão tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm trà nói, ngươi có tính toán gì? Kiều Như Long nói, không có tính toán gì, khả năng qua một thời gian ngắn sẽ đi Hương Giang phát triển đi. Chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Kiều Lão lạnh nhạt nói, cũng tốt. Kiều Như Long ý thức được Gia Gia đối mình đã không ôm hy vọng, hẳn là cũng tiếp nhận Kiều Gia rơi thật hiện thực, nhưng đã lựa chọn tiếp nhận vì cái gì còn muốn cho muội muội gả cho Uông Kiến Thành. Chẳng lẽ vẻn vẹn vì thực hiện lúc trước hứa hẹn, hay là hắn cho rằng Uông Gia có thể giúp Kiều Gia đúc lại vinh quang của ngày xưa? Tại Kiều Như Long trong mắt, vô luận là Uông Gia, Diệp Gia vẫn là bọn hắn Kiều Gia đều thuộc về không người kế tục cục diện, nhất là bọn hắn thế hệ này ngoại trừ Uông Kiến Minh miễn cưỡng được cho ngày mai chi quang, những người khác cơ bản đã cùng thể chế vô duyên. Đều nói giàu bất quá đời thứ ba, thể chế bên trong có lẽ cũng tồn tại dạng này quy luật, vô luận thế hệ trước như thế nào mạnh hơn cố gắng như thế nào cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên, cố gắng của bọn hắn cùng kiên trì tạo thành bao nhiêu bi kịch. Bi thương tại tâm chết, ông cháu hai người lại cũng không trở về được quá khứ thời gian, lẫn nhau ân cần thăm hỏi phần lớn tồn tại ở quan tâm lẫn nhau thân thể, Kiều Như Long hy vọng Gia Gia sống lâu trăm tuổi, Kiều Lão thì hy vọng đứa cháu này bình an, ngoại trừ lại không lấy niệm. Kiều Như Long như ngồi bàn trông, Kiều Lão nhìn ra hắn co quắp cùng bất an, chủ động nói, ngươi đi mau đi. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, nội tâm như chút được gánh nặng, cuối cùng có thể rời đi, hắn cũng không biết rõ mình cùng Gia Gia quan hệ trong đó làm sao trở nên như thế lạ lẫm, nghĩ muốn đi qua ông cháu hai người thân mật vô gian nói chuyện, có lẽ khi đó bọn hắn đều tại hướng về một phương hướng cố gắng, đương cái phương hướng này không còn tồn tại, giữa bọn hắn quan hệ cũng liền trở nên xa cách. Kiều Như Long lái xe rời đi, tại cửa đại viện dừng lại, quay người nhìn lại, cái này gánh chịu lấy hắn quá nhiều ký ức đại viện, trong nội tâm sinh ra một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác kỳ quái, thanh sơn che không được, dù sao chảy về hướng đông đi. Bất luận kẻ nào cũng không thể cùng thời đại đi chống lại, cho dù cường thế như Gia Gia, Kiều Như Long rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, trong đêm tối hút một hơi, xuyên thấu qua mông lung sương mù nhìn trộm bản này liền nồng màn đêm đen tối, hắn không minh bạch Gia Gia còn tại kiên trì cái gì. Kiên trì như vậy đến cùng có ý nghĩa hay không? Chuông điện thoại di động đánh gãy Kiều Như Long trầm tư, là mẫu thân gọi điện thoại tới hỏi thăm hắn phải chăng đã từ Kiều Gia rời đi. Kiều Như Long như ở trong mộng mới tỉnh hồi đáp, lúc này đi, ta lúc này đi. Cúp điện thoại, Kiều Như Long vẫn không có lựa chọn lập tức rời đi, chỉ là ngồi ở trong xe, một mình tự hỏi, chớ nhìn hắn đã sớm có được để người đồng lứa hâm mộ hết thảy, thế nhưng là hắn cho tới nay cũng không vui, gia tộc cho hắn áp lực quá lớn. Thẳng đến hắn phát sinh tai nạn xe cộ làm giải phẫu ghép tim, Gia Gia mới hạ thấp đối kỳ vọng của hắn. Theo lý thuyết Kiều Như Long sinh hoạt vốn nên trở nên nhẹ nhõm mới đúng, thế nhưng là hắn lại vẫn ở vào trong mâu thuẫn. Tề Sảng đã nhiều lần đề nghị hắn tiến về hải ngoại lại bắt đầu lại từ đầu, Phan Thiên Hóa cũng ám chỉ sẽ toàn lực ủng hộ hắn, nhưng Kiều Như Long vẫn đang do dự, hắn luôn cảm giác mình còn cố ý sự tình chưa hết, đối với gia tộc trách nhiệm. Không phải, hắn sớm đã buông xuống. Nhưng hắn còn có chuyện gì không bỏ xuống được. Có thể là với người nhà kia phần áy náy đi. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu đi làm ngày đầu tiên, Ân Hằng chế dược tổng giám đốc Thịnh Chiêu Huy liền đến bái phỏng. Thịnh Chiêu Huy hôm nay tới đây là vì Ân Hằng chế dược thứ tư xưởng thuốc sự tình, thứ tư xưởng thuốc sản xuất phương hướng là trung thành thuốc chế phẩm, nhà máy địa chỉ đã sớm chọn tốt, các phương diện khảo sát ước định cũng đã hoàn thành, nhưng là không nghĩ tới Đông Châu thành lập Tân Hồ Tân Khu. Bọn hắn tòa này thứ tư xưởng thuốc vừa vặn ở vào Tân Hồ Tân Khu phạm vi bên trong. Lúc đầu bọn hắn lấy là quá khứ quyết định sự tình sẽ không cải biến, nhưng Mai Như Tuyết đảm nhiệm Tân Hồ Tân Khu đảng công quan lớn về sau, cũng không có đào thoát quan mới đến đốt ba đống lửa quy luật, ở trong đó một mồi lửa liền đốt hướng về phía bọn hắn Ân Hằng. Mai Như Tuyết cho rằng xưởng thuốc thuộc về cao ô nhiễm xí nghiệp cùng Tân Hồ Tân Khu tương lai định vị không hợp, chỗ lấy cái này sớm đã xác định chuyện xuất hiện biến số, mà lại đại khái suất phải hủy bỏ.
Ân Hằng phương diện tại sơ kỳ đã đầu nhập vào không ít tài chính, quan trọng hơn là bọn hắn lúc trước cầm chi phí rất thấp, Tân Hồ Tân khu thành lập về sau, giá đất hiện lên tăng lên không ngừng xu thế, bọn hắn đương nhiên không chịu lại đem đến miệng thịt mỡ phun ra ngoài. Lương Văn Tĩnh đã đi tìm Mai Như Tuyết, nhưng là Mai Như Tuyết bên kia thái độ phi thường kiên quyết, trong thành phố bọn hắn cũng đi giải thích qua, nhưng trong thành phố biểu thị quyền quyết định tại trong vùng, chạy nhiều như vậy bộ môn, cuối cùng vẫn là làm rõ ràng một sự kiện. Bọn hắn xưởng chế thuốc có thể hay không kiến thành chỉ có thể chờ mong Mai Như Tuyết phá lệ đáp ứng. Đừng nhìn Lương Văn Tĩnh cùng Thịnh Chiêu Huy đồng sàng dị mộng, nhưng tại cộng đồng lợi ích trước mặt, hai người hay là biểu hiện ra đáng ngưỡng mộ đoàn kết hợp tác tinh thần, là Lương Văn Tĩnh đề nghị Thịnh Chiêu Huy đến tìm Hứa Thuần Lương hỗ trợ, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ tại Đông Châu rộng làm người biết. Thịnh Chiêu Huy đem trước mắt khốn cảnh hướng Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể xuất thủ tương trợ. Hứa Thuần Lương nói, Lão Thịnh, không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là ta nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Làm sao lại thế, Mai Bí Thư mặt mũi của người khác có thể không cho, mặt mũi của ngươi nàng khẳng định là muốn cho. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta ngay tại làm chiêu thương đại hội sự tình ngươi biết à. Thịnh Chiêu Huy nhẹ gật đầu. Lúc đầu ta là muốn cùng Tân Hồ Tân Khu liên thủ, nhưng Mai Như Tuyết nửa đường thả ta bổ câu, chúng ta bây giờ quan hệ ngươi cũng hẳn phải biết. Nhất định phải tránh hiểm nghi a. Thịnh Chiêu Huy nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân đâu. Nói xong cũng ý thức được mình nói sai, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cũng không có kết hôn, bất quá quan hệ của hai người khẳng định không chỉ một ngày, Hứa Thuần Lương con hàng này khẳng định không phải cái người thành thật. Thịnh Chiêu Huy nhớ tới Hứa Thuần Lương vừa mới nói đến tránh hiểm nghi hai chữ, tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành đính hôn sự tình, gần nhất chuyện này truyền mọi người đều biết, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta nghe nói Mai Bí Thư cũng nhanh thành Uông thư ký đệ tức phụ rồi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nha là hết chuyện để nói a. Hắn giả trang ra một bộ vẻ mặt như đưa đám, có chuyện này. Thịnh Chiêu Huy nhìn thấy Hứa Thuần Lương biểu lộ cho là hắn bởi vì Mai Như Tuyết đính hôn sự tình bị đả kích, cũng cảm thấy mình nhắc lên chuyện này bị tổn thương miệng sát mùi ý tứ, thấm thía khuyên nhủ, thường nói, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy bên người là sẽ không thiếu mỹ nữ làm bạn. Trên một điểm này Thịnh Chiêu Huy sớm đã có nghe thấy, hắn cũng không phải mù loà, chỉ riêng gặp qua vây quanh ở Hứa Thuần Lương mỹ nữ bên cạnh đều mấy cái, mà lại tùy tiện ra tới một cái đều được xưng tụng là quốc sắc thiên hương, để tình trường lão thủ Thịnh Chiêu Huy cũng tự than thở không bằng. Hứa Thuần Lương nói, Lão Thịnh, ngươi không cần khuyên bảo ta biết phải nên làm như thế nào, đúng, hai người các ngươi lỗ hổng gần nhất thế nào. Đến mà không trả lễ thì không hay, ai còn sẽ không đâm tâm. Thịnh Chiêu Huy đem nhướng mày, thở dài nói, còn có thể thế nào? Mọi người bình an vô sự liền tốt, hắn sớm có ly hôn ý nghĩ, nhưng Lương Văn Tĩnh không vui à, bất quá bây giờ đối với hắn ước thúc ngược lại là càng ngày càng ít, hai người chính là mặt ngoài vợ chồng thôi. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói sớm nhất khởi đầu Ân Hằng chính là Lương Văn Tĩnh phụ thân. Thịnh Chiêu Huy nói, là như thế này. Nhạc phụ ngươi Lương Bách Xuyên giống như tại Đông Châu Y Dược Công ty đảm nhiệm qua giám đốc à. Thịnh Chiêu Huy cười nói, Hứa chủ nhiệm, ngươi làm sao đột nhiên sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, có người đề cập với ta, hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi nhớ lại, thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Thịnh Chiêu Huy nói, ta vị kia nhạc phụ thế nhưng là một vị thanh quan a. Lúc trước hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ mở tiệm thuốc làm lên, có thể nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm lên lớn như vậy một xí nghiệp. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi càng thêm cường điệu cái gì càng chứng minh bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, Lương Bách Xuyên dạng này nửa đường xuống biển lập nghiệp cán bộ không ít, coi như tại trong sổ sách không có chiếm quốc gia tiện nghi, trên thực tế cũng lợi dụng quốc gia tài nguyên. Hứa Thuần Lương nói, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể đem công ty làm được đưa ra thị trường thật đúng là lợi hại đâu. Thịnh Chiêu Huy cảm khái nói, muốn nói năng lực quản lý vẫn là Lương Văn Tĩnh lợi hại, Ân Hằng mặc dù là nhạc phụ ta một tay khởi đầu. Nhưng là phát triển lớn mạnh lại là công lao của nàng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng xuất lực không ít a. Thịnh Chiêu Huy thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc có rất ít người nhìn thấy điểm này. Hắn đối thê tử cũng lộ ra không phục, kỳ thật ban đầu là hắn cùng Lương Văn Tĩnh cùng một chỗ tướng Ân Hằng làm lớn, nhưng là Lương Văn Tĩnh đối với hắn đã sớm có lòng đề phòng, từ công ty cổ quyền phân phối bên trên hắn sớm đã thấy rất rõ ràng. Có thể nói cặp vợ chồng sở dĩ quan hệ náo đến bây giờ tình trạng cùng lẫn nhau không tín nhiệm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ.
nhưng tại ứng đối ngoại lai nguy cơ thời điểm, cặp vợ chồng vẫn là lựa chọn đứng chung một chỗ, tỉ như nói trước mắt thứ tư xưởng chế thuốc xây hàng kế hoạch bị ngăn trở. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng không có đem lại nói chết, hắn đáp ứng sẽ tìm Mai Như Tuyết nói chuyện, nhưng là cũng minh xác nói cho Thịnh Chiêu Huy hy vọng không lớn, Mai Như Tuyết rất có chủ kiến, quyết định sự tình rất khó sửa đổi là nguyên nhân một trong, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là Tân Hồ Tân khu quy hoạch định vị, là muốn phát triển sinh thái du lịch sản nghiệp, chế tạo Đông Châu lớn văn lữ khái niệm, tại dạng này chủ đề tư tưởng chỉ đạo dưới, tồn tại ô nhiễm nguy hiểm xưởng thuốc cùng bọn hắn phát triển lý niệm không hợp. Thịnh Chiêu Huy giải thích bọn hắn mở là thuốc đông y thuốc bào chế nhà máy, kiến thiết sản xuất toàn bộ quá trình đều phù hợp quốc gia bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, cho dù là cầm trên quốc tế nhất khắc nghiệt quốc tế tiêu chuẩn đến kiểm tra bọn hắn còn không sợ. Hứa Thuần Lương đối Thịnh Chiêu Huy lời thề son sắt cam đoan cũng chỉ có thể cười cười, thuốc đông y nhà máy đối phế thải, khí thải, nước thải xử lý vẫn luôn là cái nan đề, không có khả năng đến bọn hắn chỗ này liền nhẹ nhõm giải quyết. Hứa Thuần Lương tự mình đưa Thịnh Chiêu Huy xuống lầu. Đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy Thịnh Chiêu Huy trong xe thế mà còn ngồi một nữ nhân, không khỏi hướng Thịnh Chiêu Huy nhìn thoáng qua. Thịnh Chiêu Huy từ Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn ra hiểu lầm của hắn đối với mình, tranh thủ thời gian giải thích, nàng là công ty mới cho ta phối trợ lý. Trong xe nữ nhân nguyên bản cúi đầu, nghe được thanh âm ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó lại cấp tốc cúi đầu xuống. Mặc dù là nhìn liếc qua một chút, Hứa Thuần Lương cũng đã nhận nàng là Trần Kiến Tân muội muội Trần Chỉ Vân. Nói đến Hứa Thuần Lương vẫn là tại Trần Kiến Tân tang lễ bên trên gặp qua nàng, lúc ấy thụ Triệu Hiểu Tuệ ủy thác cho Trần Chỉ Vân đưa lên một khoản tiền, mặc dù song phương cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, nhưng là từ đó về sau lẫn nhau liền không còn có liên lạc qua, Hứa Thuần Lương mấy có lẽ đã quên đi nàng, nghĩ không ra lại lần gặp gỡ sẽ ở Đông Châu, mà lại Trần Chỉ Vân lắc mình biến hóa đã trở thành Thịnh Chiêu Huy trợ lý. Hứa Thuần Lương cũng không cùng Trần Chỉ Vân chào hỏi, cố ý hướng Thịnh Chiêu Huy cười nói, Thịnh Tổng tốt ánh mắt. Thịnh Chiêu Huy cầm Hứa Thuần Lương tay hướng nơi xa đi vài bước, Phương mới thấp giọng nói, Hứa chủ nhiệm tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương này cũng không phải ta bên này. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, Trần Chỉ Vân là Lương Văn Tĩnh chôn ở bên cạnh hắn một viên cọc ngầm, mục đích đúng là để cho tiện giám thị hắn. Hứa Thuần Lương nói, tuổi còn trẻ có thể bị ủy thác trách nhiệm, xem ra nàng rất được Lương Văn Tĩnh tín nhiệm. Thịnh Chiêu Huy nói, mới ra đời sinh viên thôi. Từ Thịnh Chiêu Huy trả lời đến xem, hắn hẳn là cũng không biết Trần Chỉ Vân cùng Trần Kiến Tân quan hệ, sở dĩ vội vàng hướng Hứa Thuần Lương giải thích, là bởi vì hắn rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ quan hệ, nếu như chuyện này bị Triệu Hiểu Tuệ hiểu lầm, tránh không được lại là một trường phong ba, Thịnh Chiêu Huy hiện tại cũng chính là mặt ngoài phong quang, hắn khổ chỉ có tự mình biết, kẹp ở hai nữ nhân ở giữa thụ thanh nẹp khí, loại ngày này hắn đã sớm qua đủ. Hứa Thuần Lương đưa tiễn Thịnh Chiêu Huy về sau, lập tức quyết định đi Mai Như Tuyết chạy đi đâu một chuyến, hắn cũng không có ý định cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại. Kể từ cùng Mai Như Tuyết ngày đó Đồng Tuyết sau khi trao đổi, Mai Như Tuyết liền rõ ràng tại né tránh hắn, tin tức không trở về, điện thoại không tiếp, bày ra một bộ cùng hắn tuyệt giao tư thế. Hứa Thuần Lương muốn cùng Mai Như Tuyết mới hảo hảo đàm một lần, coi như nàng dự định phân rõ giới hạn cũng không cần thiết khiến cho cả đời không qua lại với nhau, tất cả mọi người tại Đông Châu, ngoài mặt vẫn là muốn làm dáng một chút. Bởi vì hai ngày trước đi Nam Giang cho nên chỉ hoãn xuống tới, hiện tại Thịnh Chiêu Huy cho hắn một cái đường hoàng lý do, cho nên Hứa Thuần Lương lập tức quyết định đi qua. Lần này đi vẫn là mở thương ủy hội chiếc kia đằng thế xe thương vụ, ngược lại không phải là không có cái khác xe có thể chọn, Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy chiếc xe này có cố sự, vô luận đối với hắn vẫn là đối Mai Như Tuyết tới nói đều là một trận mỹ hảo hồi ức. Hứa Thuần Lương lần này không mời mà tới vổ hụt, đến lúc đó mới biết được Mai Như Tuyết đi thành phố họp. Hôm nay hẳn là sẽ không trở về. Hứa Thuần Lương chính đang do dự có phải hay không trước lúc trở về, gặp đến đây làm việc Vương Kim Vũ cùng Chiêm Thiên Hàng. Chiêm Thiên Hàng tại Nguy Sơn đảo đầu tư suối nước nóng khách sạn hạng mục tự khai nghiệp đến nay một mực ở vào hao tổn trạng thái, gần nhất kinh tế tình thế không tốt, khách sạn nghiệp sinh tồn áp lực cũng tương đối lớn, hắn cùng phụ thân Chiêm Ái Hoa thương lượng một chút, quyết định co vào kinh doanh quy mô, quan ngừng một chút hao tổn cùng trong ngắn hạn không gặp được hiệu quả và lợi ích khách sạn. Nguy Sơn đảo suối nước nóng khách sạn chính là một cái trong số đó, Mộc Thiên tập đoàn sớm đã có ý thu mua khách sạn của hắn, nhưng là suối nước nóng khách sạn một vị khác đại cổ đông Đông Nghiễm Sinh không đồng ý, không vì cái gì khác cũng bởi vì Mộc Thiên tập đoàn nhật tư bối cảnh. Nhưng Chiêm gia phụ tử lại hoàn toàn chính xác đứng trước tài chính áp lực, cuối cùng Đông Nghiễm Sinh quyết định toàn bộ tiếp nhận,
hôm nay Vương Kim Vũ cùng Chiêm Thiên Hàng tới chính là châm đối với chuyện này thông báo một chút Tân Hồ Tân Khu phương diện, mặc dù là song phương giao dịch cũng cần đạt được quan phương cho phép. Hứa Thuần Lương để Vương Kim Vũ vẫn là hôm nào lại đến, Mai Như Tuyết đi thành phố họp. Vương Kim Vũ hơi kinh ngạc nói, không biết a, ta vừa mới cùng với nàng liên lạc qua, nàng liền ở văn phòng chờ chúng ta. Hứa Thuần Lương vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn một chút Mai Như Tuyết văn phòng, trong lòng cái này phiền muộn a, đoán chừng Mai Như Tuyết trước kia liền thấy hắn chiếc kia xe thương vụ, bàn giao xuống dưới để cho người ta nói với mình nàng không tại. Hứa Thuần Lương thầm than, đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, làm sao tại Mai Như Tuyết trên thân một điểm liền không có thể hiện ra đâu. Dù sao cũng là lau mồ hôi vẩy máu tình nghĩa, thế nào liền liền cái bột cũng không cho gặp đâu. Chiêm Thiên Hàng là cái người biết chuyện, suy đoán Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết ở giữa khả năng náo loạn khó chịu, hắn cũng không có điểm phá, mời Hứa Thuần Lương đi vào chung. Hứa Thuần Lương suy nghĩ mình dù sao cũng tới, cũng không thể cứ như vậy trở về, Mai Như Tuyết đến cùng ý tưởng gì, mình cũng phải hỏi thăm rõ ràng, thế là Hứa Thuần Lương đi theo đám bọn hắn hai người cùng một chỗ lăn lộn đi vào. Mai Như Tuyết kỳ thật vẫn luôn đứng ở cửa sổ nhìn xem đâu, Hứa Thuần Lương mở ra chiếc kia xe thương vụ vừa xuất hiện, lập tức liền khơi gợi lên nàng đêm đó tim đập đỏ mặt hồi ức, nàng hiện tại ý nghĩ chính là có thể tránh thì tránh, vốn cho rằng đêm đó qua đi xem như cho tình cảm giữa bọn họ vẽ lên một cái dấu chấm tròn, nhưng hiện tại xem ra khó tránh khỏi lại đọa vào ngẫu nứt tơ còn liền khuôn sáo cũ. Khó trách cổ nhân nói, chém không đứt lý còn loạn. Hứa Thuần Lương đi theo đám bọn hắn hai cái tiến vào Mai Như Tuyết văn phòng, lần này không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, Mai Như Tuyết nếu như lại để cho người đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa liền có vẻ hơi quá tận lực. Giả mù sa mưa cùng Mai Như Tuyết lên tiếng chào hỏi, Hứa Thuần Lương đi trên ghế salon đang ngồi. Chiêm Thiên Hàng cùng Vương Kim Vũ đem giữa bọn hắn thương lượng kết quả nói một lần, Mai Như Tuyết không yên lòng nghe, chuyện này cũng không có cái gì đáng giá cân nhắc địa phương, chỉ cần song phương thủ tục hợp pháp hợp quy. Trong vùng khẳng định là ủng hộ, Mai Như Tuyết đối Nguy Sơn đảo tình huống lại là hiểu rõ vô cùng, nàng đưa ra một cái hỏi đề. Chiêm thị sở dĩ lựa chọn rời khỏi nguyên nhân là suối nước nóng khách sạn một mực ở vào hao tổn trạng thái, hiện tại bọn hắn đem cổ phần chuyển nhượng cho Đông Nghiễm Sinh, có thể nói ngoại trừ cổ quyền kết cấu bên ngoài, tất cả quản lý nhân viên công tác một mực lưu dụng, nói cách khác bình mới rượu cũ, dạng này gần như không thể xưng là cải cách, ai có thể cam đoan chuyển để sau suối nước nóng khách sạn có thể dần dần có lãi. Mai Như Tuyết hy vọng nhìn thấy không phải cổ quyền phương diện thay đổi, mà là suối nước nóng khách sạn từ trên căn bản biến đổi, thực hiện dần dần có lãi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hứa Thuần Lương làm là một người ngoài cuộc đứng ngoài quan sát chuyện này, phát hiện Mai Như Tuyết cân nhắc vấn đề phi thường chu đáo, rõ ràng so đi lên lại thành thục rất nhiều. Không biết có phải hay không có đêm đó đồng tuyết kinh lịch nguyên nhân, Mai Như Tuyết tại Hứa Thuần Lương trong mắt bằng thêm rất nhiều vũ mị cùng gió gây nên, khó trách đều nói, nữ nhân thành thục bình thường trong một đêm. Ngẫm lại đây đều là công lao của mình, Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác thành tựu. Mặc dù Mai Như Tuyết chỉ ra mấu chốt của vấn đề, nhưng là nàng cũng không có trong vấn đề này chế tạo chướng ngại, sau khi nói xong để Vương Kim Vũ bọn hắn đi tương quan phòng ký tên một vài thủ tục. Vương Kim Vũ đứng dậy thời điểm khó tránh khỏi hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương cười nói, các ngươi trước bận bịu, ta cùng Mai Bí Thư lại phiếm vài câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mai Như Tuyết trong lòng kháng nghị, ai vui lòng hàn huyên với ngươi. Nhưng tình hình trước mắt hạ cũng không thể đối Hứa Thuần Lương công nhiên hạ lệnh trục khách. Đứng dậy lễ phép cùng Chiêm Thiên Hàng hai người cáo từ, đưa bọn hắn sau khi ra cửa. Còn cố ý tướng cửa ban công kéo ra một đường nhỏ, chủ yếu là người nào đó tồn tại để nàng có chút hít thở không thông. Vừa quay người lại, phát hiện Hứa Thuần Lương liền đứng ở sau lưng mình, dọa đến Mai Như Tuyết kém chút không có nhọn kêu đi ra, Hứa Thuần Lương một tay bịt miệng của nàng, một cái tay khác thuận thế đóng cửa phòng lại. Mai Như Tuyết có chút tức giận tránh ra khỏi tay của hắn, hạ giọng nói, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, không làm cái gì, ngươi không phải đi thành phố họp sao? Mai Như Tuyết cho hắn một cái liếc mắt để chính hắn đi thể hội, quay người trở lại bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, tiếp lấy chỉnh lý văn kiện ổn định một hạ cảm xúc, Hứa Thuần Lương, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không có việc gì đừng tới đơn vị làm việc tìm ta. Hứa Thuần Lương nói, ta có việc a. Mai Như Tuyết văn kiện trong tay dừng lại một chút, sau đó trên bàn một đòn nặng nề, có việc liền nói. Hứa Thuần Lương cười nói, Mai Bí Thư quan uy rất lớn a. Mai Như Tuyết tức giận nói,
kia đạt được đối với người nào? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đúng vậy, xem ra ta không bị người chào đón. Hắn trước tiên đem Ân Hằng tập đoàn sự tình nói. Mai Như Tuyết nghe xong nhíu mày một cái nói, chuyện này không có thương lượng, trong thành phố đối Tân Hồ Tân Khu là có minh xác quy hoạch, trên nguyên tắc cự tuyệt hết thải cao ô nhiễm xí nghiệp, Ân Hằng tập đoàn cái này thứ tư xưởng thuốc cùng chúng ta vùng mới giải phóng tổng thể phát triển quy hoạch không hợp, là không thể nào đạt được thông qua. Hứa Thuần Lương nói, người đại khái còn không có làm rõ ràng, bọn hắn kiến thiết xưởng thuốc kỳ thật đã trả lời xuống tới, sớm tại Tân Hồ Tân Khu chính thức thành lập trước đó. Ta biết, cái này quy hoạch là ta cho đánh lại, trong thành phố cũng đồng ý cách làm của ta. Hứa Thuần Lương nói, không có thương lượng. Mai Như Tuyết nói, không có thương lượng, bất quá hoạch cho bọn hắn chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ thu hồi, hoan nghênh bọn hắn đầu tư phù hợp tiêu chuẩn y dược sản nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, y dược sản xuất trên cơ bản đều cùng ô nhiễm thoát không ra quan hệ a. Mai Như Tuyết lắc đầu, không hẳn vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này kiến thiết nghiên cứu phát minh trung tâm, về phần hắn chỉ có thể đi phù hợp quy hoạch khu vực kiến thiết, phương diện này ta sẽ tận lực giúp một tay. Mai Như Tuyết lời nói này cũng coi là cho Hứa Thuần Lương một bậc thang, hắn đối Thịnh Chiêu Huy bên kia cũng liền có bản giao. Hứa Thuần Lương đi vào Mai Như Tuyết bên người. Mai Như Tuyết nhìn thấy hắn hướng mình tới gần, lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là văn phòng. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Mai Như Tuyết, ngươi chừng nào thì đối ta để phòng tâm nặng như vậy rồi. Ngươi còn có chuyện khác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng Mặc Hàm có phải hay không có quan hệ gì? Mai Như Tuyết lắc đầu, không hiểu thấu, ta cùng với nàng có thể có quan hệ gì? Còn là thông qua ngươi nhận biết. Hứa Thuần Lương vây quanh Mai Như Tuyết sau lưng, Mai Như Tuyết càng phát ra khẩn trương, Hứa Thuần Lương, người thật muốn ta để bảo an đem người đuổi đi ra. Hứa Thuần Lương nhẹ tay nhẹ rơi vào bả vai nàng bên trên, thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, người đối với ta là không là có chút không chịu trách nhiệm. Hắn tay mắt lanh lẹ từ Mai Như Tuyết đầu vai bóp dưới một cây tóc dài, cấp tốc nhét vào miệng túi của mình. Mai Như Tuyết nói, Hứa Thuần Lương, đêm đó ta nói cho người còn chưa đủ rõ ràng. Ta vẫn cho là ngươi là cầm được thì cũng buông được. Thân thể mềm mại đột nhiên siết chặt, cũng là bị Hứa Thuần Lương từ phía sau ôm lấy. Thả ta ra, Mai Như Tuyết giãy giụa lấy. Hứa Thuần Lương chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại càng dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, có một số việc không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi hỗn đản, Mai Như Tuyết ngoài miệng nhỏ giọng mắng lấy, trong nội tâm đối với hắn lại không có chút nào cừu hận, chỉ là cảm giác khẩn trương. Tại Hứa Thuần Lương lực lượng dưới, phản kháng của nàng là như thế suy yếu cùng bất lực, cố gắng nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ qua muốn phản kháng qua hắn. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu mà bước đi ra Mai Như Tuyết văn phòng, đi vào xe thương vụ trước, lên xe trước đó không tự chủ được quay đầu nhìn một chút Mai Như Tuyết văn phòng cửa sổ, nhìn thấy Mai Như Tuyết nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp, cùng cấp tốc bị kéo chôn màn cửa. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hạ thân bỗng nhiên cảm giác lạnh gió đánh tới, cúi đầu nhìn lại. Vội vàng tướng khóa kéo kéo tốt, trở lại trên xe, điện thoại tin tức âm vang lên, lại là Mai Như Tuyết cho hắn phát tới một cái tin, tiểu nhân hèn hạ. Hứa Thuần Lương không có trả lời, hắn biết Mai Như Tuyết là quan tâm mình, vô luận nàng trên miệng như thế nào cường ngạnh, nhưng thân thể là thành thật. Hai người gần nhất trong công tác phối hợp mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng trên thân thể lại vô cùng ăn ý. Hứa Thuần Lương lần này thu hoạch không ít hàng mẫu, tại Nam Giang cùng Mặc Hàm lúc gặp mặt. Mặc Hàm kia lời nói đưa tới hắn hoài nghi, hắn ý thức được Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hôn nhân phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết. Thu hoạch Uông Kiến Thành huyết dịch hàng mẫu cũng không khó khăn, Hứa Thuần Lương trở về sau, cơ hồ mỗi ngày đều đi thăm viếng Uông Kiến Thành, chủ động đưa ra cho Uông Kiến Thành châm cứu. Uông Chính Đạo mặc dù càng muốn tin tưởng Hoàng Hữu Long, nhưng là Uông Kiến Thành lại đối Hứa Thuần Lương độ chấp nhận cao hơn. Đối diện Uông Kiến Thành, Hứa Thuần Lương nhiều ít vẫn là có chút áy náy, dù sao hiện tại Mai Như Tuyết đã đáp ứng Uông gia cầu hôn, tại trên danh nghĩa đã là Uông Kiến Thành vị hôn thê. Liền Hứa Thuần Lương chính mình cũng náo không rõ, hắn cùng Mai Như Tuyết ở giữa làm sao lại mơ mơ hồ hồ đi tới bây giờ tình trạng. Uông Kiến Thành tinh thần khôi phục rất nhiều, hắn chủ động nói tới hắn cùng Mai Như Tuyết đính hôn sự tình, còn nói cho Hứa Thuần Lương chờ hắn xuất viện về sau chuyện thứ nhất chính là cùng Mai Như Tuyết đi lĩnh chứng. Hứa Thuần Lương cho rằng Uông Kiến Thành sở dĩ lộ ra tin tức này cho mình cũng không phải có ý tốt, coi như Uông Kiến Thành biến thành hiện tại cái bộ dáng này vẫn là có lòng háo thắng,
hắn là muốn chứng minh tại pháp luật bên trên mình cùng Mai Như Tuyết quan hệ cuối cùng vẫn là thắng qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương từ Uông Kiến Thành trên đầu rút thời điểm, Uông Kiến Thành rõ ràng cảm giác được so thường ngày đau rất nhiều, hắn nhe răng tuét miệng nói, ngươi có phải hay không rất không cao hứng. Hứa Thuần Lương cây ngân châm cùng tóc cùng một chỗ đặt vào trong hộp kim châm, làm sao? Ngươi còn dự định để cho ta chúc phúc ngươi. Uông Kiến Thành lắc đầu, hoạt động một chút cổ, khoan hãy nói, ngươi giúp ta châm cứu sau ta cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hứa Thuần Lương cất kỹ hộp kim châm, đi một bên rửa tay một cái nói, ta cùng Hoàng Hữu Long ai y thuật càng tốt hơn một chút. Uông Kiến Thành nói, ta chỉ có thể nói cùng ngươi càng trò chuyện tới. Hứa Thuần Lương cầm khởi chén trà của mình nhấp một ngụm trà nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, không dùng đến mấy ngày liền có thể xuất viện. Uông Kiến Thành kéo dài đề tài mới vừa rồi nói, thuận miệng hỏi một câu a, ta cùng Mai Như Tuyết hôn lễ ngươi có nguyện ý hay không qua tới tham gia. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không sợ xấu hổ a? Uông Kiến Thành nói, có cái gì tốt lúng túng, ngươi cùng Mai Như Tuyết không phải đã chia tay. Ý của ta là ngươi không sợ Mai Như Tuyết cảm thấy xấu hổ. Uông Kiến Thành nói, ta tại sao phải để ý cảm thụ của nàng? Nàng sở dĩ đáp ứng cùng ta kết hôn, còn không phải muốn lợi dụng ta. Hứa Thuần Lương thở dài nói, theo một ý nghĩa nào đó cũng là giúp ngươi. Uông Kiến Thành khinh thường nói, giúp ta, là bọn hắn Kiều gia không muốn trên lưng bội bạc danh tiếng xấu. Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi không muốn bị lợi dụng, tại sao muốn đáp ứng chứ? Uông Kiến Thành nói, ngươi không hiểu. Ta loại người này sinh ra chính là quân cờ, để người trong nhà lợi dụng được xấu mạnh hơn bị ngoại nhân lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, người này trở nên càng ngày càng thông thấu. Uông Kiến Thành thở dài nói, quỷ môn quan bên trên đi cái vừa đi vừa về, đổi thành ai cũng sẽ trở nên thông thấu một chút, người hai ngày trước đi nơi nào. Hứa Thuần Lương nói, Nam Giang. Uông Kiến Thành trầm mặc một hồi nói, có nghe nói hay không Đường Kinh Luân sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hắn chết, nghe nói là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát, Uông Kiến Thành nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, có gì đáng cười. Uông Kiến Thành nói, ta cùng Đường Kinh Luân không cừu không oán hắn tại sao muốn tìm người hại ta. Hứa Thuần Lương nói, có thể là bởi vì trong nhà người đâu. Gia niên quảng trường trộm mộ văn vật án chuyện xảy ra giống như cũng liên lụy tới phụ thân ngươi. Uông Kiến Thành nhíu mày, Hứa Thuần Lương ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Hắn là nói phụ thân của mình đắc tội anh em nhà họ Đường, kỳ thật phụ thân tại nuốt vào gia niên quảng trường sự tình bên trên hoàn toàn chính xác dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, khiến cho anh em nhà họ Đường giá thấp chuyển nhượng. Đứng tại Uông Kiến Thành góc độ đối đãi chuyện này rất bình thường, tài phú tại quyền thế trước mặt không còn gì khác, Hoa Niên tập đoàn gặp được phiền phức về sau, Đường Kinh Vĩ đã từng tới nhà bọn hắn hướng phụ thân xin giúp đỡ, lúc ấy hẳn là còn đưa lên có giá trị không nhỏ đồ sứ. Bởi vì món kia đồ sứ, để phụ thân một lần chọc phiền phức, bất quá lại nhẹ nhõm hóa giải, nếu như nói sự kiện kia tiếc nuối lớn nhất chính là tướng vô tội Diệp Thanh Nhã liên lụy trong đó. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Diệp Thanh Nhã thậm chí toàn bộ Diệp gia thái độ đối với bọn họ đều phát sinh cải biến. Nhớ tới Diệp Thanh Nhã, Uông Kiến Thành nội tâm liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Uông Kiến Thành hít sâu một hơi nói, cha ta là vô tội. Hứa Thuần Lương nói. Ngươi có biết hay không ngươi cùng Mai Như Tuyết hôn ước tại sao lại bị lại lần nữa nhấc lên? Uông Kiến Thành cười cười, không qua nụ cười của hắn bên trong rõ ràng mang theo đắng chát, Hứa Thuần Lương, ta biết ngươi không có cam lòng, thật có chút sự tình ngươi không cách nào cải biến. Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có nghĩ thay đổi gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Hứa Thuần Lương không có trả lời, kể từ cùng Mặc Hàm gặp mặt về sau. Hắn đối trận này hôn nhân phía sau mục đích càng phát ra sinh ra hoài nghi, mặt ngoài nhìn là Uông Chính Đạo không cam lòng, là đại biểu Uông gia đòi lại cái này mặt mũi, là vì ngăn chặn Ung Dung Miệng, Kiều gia mặc dù thực hiện tới hứa hẹn, nhưng như cũng không che giấu được hướng Uông gia cúi đầu sự thật. Kiều gia mặc dù cô đơn, nhưng còn không đến mức như thế, đến cùng là nguyên nhân gì? Hứa Thuần Lương rất muốn biết, tại Mặc Hàm nhắc nhở dưới, hắn cách chân tướng tựa hồ càng ngày càng gần. Nếu như không phải Mặc Hàm tìm hắn, Hứa Thuần Lương là không thể nào hoài nghi Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết quan hệ. Rời đi phủ viện thời điểm, Hứa Thuần Lương gặp Uông Chính Đạo. Hứa Thuần Lương chủ động hô, Uông Tổng tốt. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, mặc dù hắn lựa chọn người Hoàng Hữu Long, nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng trợ giúp nhi tử ổn định cảm xúc vẫn là Hứa Thuần Lương,
liền Uông Chính Đạo đều không hiểu rõ vì cái gì. Nhi tử cùng Hứa Thuần Lương vô luận từ phương diện kia đến xem cũng không trả lời xem như là bằng hữu. Mai Như Tuyết cái này Uông gia chưa vào cửa nàng dâu vẫn là Hứa Thuần Lương bạn gái trước, người tuổi trẻ bây giờ lòng dạ rộng rãi như vậy. Hay là bởi vì trận này tai nạn xe cộ cho nhi tử tạo thành thương tích quá lớn, tiến tới để hắn sinh ra một chút tâm lý vặn vẹo. Uông Chính Đạo hiện tại sợ nhất chính là nhi tử hướng giới tính tuyệt đối đừng phát sinh cải biến, nếu thật là đột nhiên trở nên không yêu Hồng Trang yêu Vũ Trang, vậy chẳng phải là muốn thành một cái chuyện cười lớn. Uông Chính Đạo đối Hứa Thuần Lương thái độ so trước đó vài ngày rõ ràng có chuyển biến tốt, chỉ ít mặt ngoài công phu làm tốt lắm, tiểu Hứa, đa tạ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không cần khách khí, Uông thư ký đối ta tốt như vậy, ta là kiến thành ra thêm chút sức cũng là nên, Uông tổng không cần để ở trong lòng. Uông Chính Đạo nghe được hắn nói bóng gió, Hứa Thuần Lương có ý tứ là, ta tới giúp ngươi nhi tử cũng không phải xem ở trên mặt của ngươi. Tiểu Hứa, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình có kết quả sao? Hứa Thuần Lương cười nói, trước mắt chúng ta đã cấp ra phương án giải quyết, bất quá chưa đạt được Nhạc Tinh phương diện trả lời chắc chắn, người không hỏi ta suýt nữa quên mất, Trung Hàn sản nghiệp vườn cũng có Uông tổng đầu tư, ấn lý thuyết tin tức của ngài hẳn là so ta linh thông mới đúng. Uông Chính Đạo thở dài, gần nhất bởi vì kiến thành sự tình ta đâu còn có tinh lực đi chiếu cố cái khác. Hứa Thuần Lương nói, mạo muội hỏi một câu, Nhạc Tinh tập đoàn tại sao phải tiếp cận bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia không thả? Uông Chính Đạo cười nhạt một tiếng, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tình tiết, Nhạc Tinh chủ tịch Lý Bình Tinh tiên sinh khi còn nhỏ từng tại Thanh Sơn khu mỏ quặng sinh hoạt qua, cha mẹ của hắn người nhà đều táng ở nơi đó, ta nhớ được hắn đã từng đề cập với ta, muốn tìm đến người nhà di hài, hẳn là nguyên nhân này đi. Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ không tìm được. Lúc trước bị đông doanh quỷ tử hại chết thợ mỏ càng nhiều. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, nói tránh đi, đúng rồi, Kiến Thành có không có nói cho ngươi biết hắn muốn cùng Mai Như Tuyết thực hiện hôn ước sự tình. Hứa Thuần Lương nói, tự nhiên nói, ta cũng đã hướng hắn biểu đạt chúc phúc. Uông Chính Đạo mỉm cười nói, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Hứa Thuần Lương nói, mỗi người đối đãi hạnh phúc khái niệm không giống, chúng ta thế hệ này phổ biến cho rằng tự do mới là hạnh phúc, kết hôn hay không. Muốn hay không hài tử cũng không đáng kể, nhưng các ngươi kia thế hệ không giống, các ngươi tư tưởng truyền thống, phổ biến cho rằng lấy vợ sinh con, đệ tứ cùng đường mới gọi hạnh phúc. Uông Chính Đạo nội tâm bị hung hăng nhói một cái, tiểu tử này là đang giễu cợt mình sao? Hắn là tại ám chỉ Uông Kiến Thành bởi vì trận này tai nạn xe cộ rơi xuống tàn tật, đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Uông Chính Đạo thở dài nói, ngươi còn trẻ, chờ ngươi lại trưởng lớn hơn một chút, thành thục một chút. Mới sẽ làm ra phù hợp nhất cuộc đời mình lợi ích lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, tại đối lợi ích nắm chắc bên trên, Uông Tổng trên người có quá nhiều để cho ta học tập đồ vật. Có nhiều thứ là dựa vào ngộ tính, miễn cưỡng học cũng chưa chắc học được. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, hắn không có tiếp tục khiêu chiến Uông Chính Đạo sự nhẫn nại, cáo từ rời đi. Hứa Thuần Lương rời đi không lâu, Nhạc Tinh tập đoàn Đại Trung Hoa khu người phụ trách Lý Xương Cơ trước tới thăm Uông Kiến Thành. Kỳ thật nàng chỉ là đánh lấy tham viếng cờ hiệu tới gặp Uông Chính Đạo. Uông Chính Đạo đối với cái này phi thường rõ ràng, mời Lý Xương Cơ đi nghỉ ngơi thất ngồi xuống. Bởi vì trước mấy ngày Uông Kiến Thành tình huống chưa ổn định, Uông Chính Đạo cũng không tâm tình đàm luận những việc này, hiện tại hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, hắn cũng xác định nhi tử bước kế tiếp phương án trị liệu. Chủ đề vẫn là từ Uông Kiến Thành trị liệu bắt đầu, Nhạc Tinh tập đoàn đã trợ giúp Uông Kiến Thành an bài bán đảo tốt nhất chỉnh hình bác sĩ. Giải phẫu phương án cũng lấy ra mấy cái, Lý Xương Cơ tướng phương án giao cho Uông Chính Đạo. Uông Chính Đạo đơn giản nhìn một chút, đối Nhạc Tinh hỗ trợ biểu thị cảm tạ. Lý Xương Cơ nói, Uông Tổng không cần khách khí với chúng ta song phương là quan hệ hợp tác, Nhạc Tinh có thể làm được tất tận hết sức lực. Ta tiên sinh nhằm vào Tôn công tử tình huống trưng cầu ý kiến trên thế giới tốt nhất chuyên gia y học, phương diện này nhất thầy thuốc ưu tú vẫn là tại quốc gia chúng ta, Uông Tổng cứ yên tâm tướng chuyện này giao cho ta nhóm. Chúng ta tụ tập hợp bán đảo thậm chí mạnh nhất trên thế giới chữa bệnh đoàn đội tới làm tốt chuyện này. Giải phẫu phương án hẳn là đương kim tân tiến nhất, loại này chỉnh hình tái tạo giải phẫu nếu như làm xong, ngoại hình bên trên có thể làm được gần như có thể đánh cháo, nhưng là công năng bên trên liền không nói được rồi. Uông Chính Đạo cũng không coi trọng, giả cuối cùng vẫn là giả, nhi tử đời này chỉ sợ là sẽ không lại cảm nhận được nam nhân vui vẻ. Lý Xương Cơ cuối cùng chủ đề vẫn là về tới Trung Hàn sản nghiệp vườn bên trên. Uông Tổng, trong khoảng thời gian này bởi vì người sự tình trong nhà,
ta cũng không tiện quấy rầy người, có thể chúng hàn sản nghiệp vườn sự tình để tình cảnh của chúng ta trở nên phi thường bị động. Lý Tổng, sản nghiệp vườn sự tình ta tất cả đều hiểu rõ, không phải ta không chịu hỗ trợ, tại pháp luật trước mặt người người bình đẳng, liền xem như chúng ta cũng không có khả năng vượt qua giới hạn này, ta duy nhất cam kết chính là có thể tranh thủ Đông Châu càng nhiều chính sách nâng đỡ. Lý Sương Cơ nói, thật không có cách nào tái tranh thủ rồi. Uông Chính Đạo lắc đầu, cá nhân ta cho rằng cùng trong vấn đề này trì trệ không tiến, còn không bằng vòng qua chuyện này hướng phía trước nhanh chân phát triển, dạng này chúng ta tổn thất sẽ còn nhỏ một chút. Lý Sương Cơ nói, Uông Tổng đã nói như vậy, ta cũng biết phải nên làm như thế nào, còn có một việc. Kỳ thật Uông Chính Đạo trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng là phụ thân đã cấp ra minh xác thái độ, không hy vọng hắn trở thành Uông Kiến Minh tiến lên trên đường chướng ngại. Hắn cũng làm ra một chút hứa hẹn, nếu là đầu tư, Uông Chính Đạo liền muốn cầm tới nhất định lợi ích lại lui ra ngoài, tuyệt không phải hiện tại loại thời điểm này. Lý Sương Cơ dừng lại một chút tiếp tục nói, gần nhất có người tại ác ý chế tạo đối Nhạc Tinh bất lợi hoang ngôn, lợi dụng các loại phương thức tiến hành truyền bá, chúng ta dự định chính thức nhắc lên tố tụng. Uông Chính Đạo liên tưởng tới gần nhất huyên náo xôn xao manga sự kiện, đoán chừng Nhạc Tinh bị quyển kia hoành không xuất thế manga khiến cho bể đầu sức chán. Những cái kia manga còn không có loại bỏ. Lý Sương Cơ nhẹ gật đầu, ta điều tra qua, trang web nhà tư sản là Lam Tinh Tập đoàn. Lam Tinh Tập đoàn cao quản cùng Đông Châu Thương ủy hội đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm Hứa Thuần Lương có mật thiết liên hệ. Uông Chính Đạo nao nao, cái gì? Lý Sương Cơ nói, Lam Tinh Tập đoàn chủ tịch Dai Dai là Hứa Thuần Lương đồ đệ, theo hắn học tập trung y, trước mắt ngay tại Đông Châu Trường Thiện Bệnh viện, CEO Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương càng là quan hệ mập mờ. Có nhiều người lần mắt thấy hai người khi đi hai người khi về một đôi, chúng ta cùng Lam Tinh Tập đoàn đi qua cũng không trên phương diện làm ăn lui tới, cũng không có bất luận cái gì gút mắc. Uông Chính Đạo nhìn không được cười lên, Lý Sương Cơ là đang hoài nghi tất cả châm đối chuyện của bọn hắn đều là Hứa Thuần Lương chế tạo ra. Lý Sương Cơ nói, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, Thanh Sơn Hán Mộ, Chiến Quốc Mộ cái này một loạt phát hiện đều cùng Hứa Thuần Lương bên người người hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Uông Chính Đạo ha ha cười nói, Lý Tổng, Hứa Thuần Lương có năng lượng lớn như vậy. Lý Sương Cơ nói, ta bắt đầu cũng không tin, nhưng về sau ta để cho người ta siêu tập các phương chứng cứ, tập hợp phân tích về sau, phát hiện người này tồn tại vấn đề rất lớn. Coi như những chuyện này cùng hắn có quan hệ, như vậy hắn chế tạo những vấn đề này mục đích là cái gì? Nhạc Tinh cùng hắn có thủ sao? Lý Sương Cơ nói, có lẽ hắn nhằm vào không chỉ là Nhạc Tinh. Nói chỉ nói một nửa, nhưng là ý tứ biểu đạt đã phi thường hoàn chỉnh, có lẽ Hứa Thuần Lương mục tiêu chính là người Uông Chính Đạo cũng chưa chắc có biết. Uông Chính Đạo nhìn Lý Sương Cơ một chút, trong lòng thầm nghĩ, cho là ta nghe không ra ngươi đang chọn toa. Muốn cho ta xuất thủ đi đối phó Hứa Thuần Lương. Lý Sương Cơ nói, ta nghe nói Uông Thiếu liền muốn kết hôn. Đến lúc đó nhất định phải đưa lên một phần hậu lễ. Uông Chính Đạo lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta không có ý định tổ chức lớn. Lý Sương Cơ nói, người tương lai con dâu là Mai Như Tuyết A. Uông Chính Đạo phi thường rõ ràng Lý Sương Cơ vào lúc này nâng lên Mai Như Tuyết mục đích, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nói qua yêu đương sự tình rất nhiều người đều biết, dựa theo bình thường logic, Mai Như Tuyết cuối cùng lựa chọn Uông Kiến Thành kết hôn, Hứa Thuần Lương 89 phần 10 sẽ vì yêu sinh hận, vì vậy mà cửu thị Uông gia cũng rất bình thường. Lý Tổng, tạ ơn người đối với chúng ta ra sự quan tâm. Uông Chính Đạo trong lòng đã tương đương không vui. Nhắc nhở Lý Sương Cơ không muốn can thiệp chuyện nhà của hắn. Lý Sương Cơ nói, Hứa Thuần Lương người này rất là đa tình, cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ, Uông Tổng. Uông Chính Đạo ho khan một tiếng, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không có ý tứ, lão gia tử nên tỉnh. Lý Sương Cơ nhìn thấy người ta hạ lệnh trục khách tự nhiên cũng không tốt tiếp tục lưu lại, đứng lên nói, Uông Tổng, ta từ đầu đến cuối cho là chúng ta lợi ích lâu dài là nhất trí. Uông Chính Đạo nói khẽ, ta cũng hy vọng như thế. Tại Hứa Thuần Lương cùng Lưu Hải Dư sau lưng tổ chức phân rõ giới hạn trước đó, hắn có thể để Lưu Hải Dư hỗ trợ đi kiểm trắc đạt được hai phần hàng mẫu. Hiện tại hắn chỉ có thể tìm bệnh viện quan hệ hỗ trợ, việc này phải tất yếu làm được giữ nghiêm bí mật, cho nên Hứa Thuần Lương tìm được lão bằng hữu Thư Viễn Hàng. Thư Viễn Hàng là khoa tim mạch chuyên gia, nhưng là lão bà của hắn Nguyễn Tinh Mai là huyết dịch cùng gen chuyên gia. Trường Hưng Phương diện trước đây không lâu còn chuyên môn là Nguyễn Tinh Mai phối trí một gian phòng thí nghiệm, tại phòng thí nghiệm này liền có thể làm gen kiểm trắc. Đối diện Hứa Thuần Lương xin giúp đỡ,
cặp vợ chồng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyễn Tinh Mai nói cho Hứa Thuần Lương muốn có được kết quả còn cần nhiều một ít kiên nhẫn, bình thường áp dụng đời thứ nhất PCR đo tự, nhưng tại 3 đến 5 cái ngày làm việc bên trong đạt được kết quả. Nhưng là bọn hắn hiện tại là tiến hành càng thêm chính xác nhiều gen đời thứ hai đo tự kiểm chắc, bình thường cần 7 đến 10 cái ngày làm việc mới có thể có đến kết quả, bởi vì đời thứ hai đo tự là một loại cao thông lượng đo tự, kiểm chắc quá trình càng thêm phức tạp, bởi vậy sinh ra kết quả thời gian tương đối dài. Liền coi như bọn họ trước mắt phòng thí nghiệm thiết bị vô cùng tân tiến, cũng cần 5 đến 7 ngày. Hứa Thuần Lương cung cấp hàng mẫu tương đối phong phú, có tóc, có máu dạng, những này hàng mẫu đến từ Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành. Thư Viễn Hàng tự mình cùng đi Hứa Thuần Lương đến tìm Nguyễn Tinh Mai làm chuyện này, đem hàng mẫu giao cho Nguyễn Tinh Mai về sau, hai người tới Nguyễn Tinh Mai văn phòng ngồi xuống. Hứa Thuần Lương hỏi Thư Viễn Hàng công việc gần đây tình trạng. Thư Viễn Hàng biểu thị coi như không tệ, Trường Hưng tại thay đổi nhà tư sản về sau, tổng thể kinh doanh coi như ổn định, vô luận công việc điều kiện vẫn là tiền lương đều rất đúng chỗ. Thư Viễn Hàng nhớ tới một sự kiện, Thuần Lương, cha ta toàn bộ tiếp thủ suối nước nóng chuyện của quán rượu ngươi biết không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hôm qua hắn tại Mai Như Tuyết đơn vị vừa vặn gặp Vương Kim Vũ cùng Chiêm Thiên Hàng, cho nên đối với chuyện này phi thường rõ ràng. Thư Viễn Hàng nói, cha ta cùng ta nói qua. Hắn muốn cho ta tiếp nhận sự nghiệp của hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, chuyện tốt a, đông thúc như thế lớn gia nghiệp hoàn toàn chính xác hẳn là có người đến kế thừa. Thư Viễn Hàng nói, thế nhưng là ta không hứng thú, ta hiện tại chủ yếu tinh lực đều tại y học bên trên, mà lại ta cũng không hiểu làm ăn. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền cùng hắn nói rõ. Thư Viễn Hàng nói, ta ngược lại thật ra đề nghị cha ta có thể giao cho Kim Vũ Ca, nhưng hắn còn nói Kim Vũ Ca không hiểu quản lý. Hứa Thuần Lương đối Vương Kim Vũ cũng hiểu rõ, Vương Kim Vũ người này làm việc nhiệt tình có thừa trí tuệ không đủ, đang quản lý phương diện hoàn toàn chính xác không có cái gì mới có thể. Thư Viễn Hàng cười khổ nói, ta vốn cho rằng cha ta có thể đem Hiển Hồng nông trường chuyện bên kia kết thúc lui lại đừng, hiện tại ngược lại tốt, lại cầm xuống suối nước nóng khách sạn toàn bộ cổ phần, hắn nghĩ lui đều lui không xuống. Hứa Thuần Lương nói, đông thúc cùng Chiêm Tổng là chiến hữu cũ, hiện tại Chiêm gia bên kia kinh doanh gặp phải khó khăn. Hắn tổng không rất giúp. Ta cũng không phải nói không nên giúp, chỉ là ta thực sự không muốn cha ta khổ cực như vậy, người cũng biết hắn sinh qua kia cơn bệnh nặng, thân thể cũng không bằng vãng thường. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật có rất nhiều người đối khách sạn có hứng thú, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Vậy liền quá tốt rồi. Hứa Thuần Lương nói, bất quá điều kiện tiên quyết là đông thúc mình nguyện ý chuyển nhượng. Thư Viễn Hàng nói, hắn khẳng định là nguyện ý. Hứa Thuần Lương cười nói, cũng chưa chắc, đông thúc trong lòng chủ yếu là không bỏ xuống được đi theo hắn những cái kia nông trường nhân viên. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, nửa đường gặp Cao Tân Hoa, tranh thủ thời gian kêu một tiếng Cao Thúc. Cao Tân Hoa trong khoảng thời gian này cùng Hứa Thuần Lương không liên lạc được nhiều, không thể không nói Hứa lão gia tử sau khi đi, hai nhà cũng thiếu một cái mối quan hệ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương Cao Tân Hoa nhịn không được phàn nàn, tiểu tử ngươi thăng lên quan liền đem ta đem quên đi. Đến Trường Hưng thế mà đều không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian giải thích, Cao Thúc, ta đang định tới phòng làm việc tìm ngài, cái này chẳng phải gặp được nha. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi bớt lừa ta, nếu là không có gặp gỡ, đoán chừng ngươi chào hỏi không đánh liền đi. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ta xin ngài uống rượu. Cao Tân Hoa nói, giữa trưa uống gì, ngươi buổi tối tới nhà ta, vừa vặn tiểu bạch trở về, ta quay đầu đem Dai Dai kêu lên. Ban đêm làm nhiều mấy cái thức ăn ngon. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu. Hứa Thuần Lương vừa trở lại đơn vị, chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học liền tìm tới. Hứa chủ nhiệm, Nhạc Tinh bên kia đến tin tức, hy vọng chúng ta ngày mai có thể đi bọn hắn nơi đó bàn lại một lần. Hứa Thuần Lương nhíu mày, nói chuyện gì, có chuyện gì đáng nói. Lần trước không phải đã đem điều kiện nói đến rõ ràng sao. Tề Minh Học nói, đoán chừng là còn có chút chi tiết cần thương thảo. Chúng ta Lâm bí thư có ý tứ là cho ngươi đi qua một chuyến. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta không có thời gian, gần nhất đều đang bận rộn chiêu thương đại hội sự tình, muốn đi ngươi đi. Tề Minh Học mặt lộ vẻ khó xử, Hứa chủ nhiệm, ta cũng không đủ phân lượng. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền Lâm bí thư đi, ta nhìn thấy đám kia bổng tử liền phiền, ngươi nói bọn hắn nào có nhiều như vậy thí sự đây. Điều kiện cũng cho bọn họ, nên nhượng bộ chúng ta cũng đều nhượng bộ, còn muốn như thế nào nữa. Được một tấc lại muốn tiến một thước, bước bước lại nhảy không dứt, chiếu ta nói,
ngay từ đầu liền không nên cho bọn hắn cái gì đền bù chính sách, yêu có làm hay không, cảm thấy ủy khuất tranh thủ thời gian rút vốn rời đi, chúng ta Đông Châu lại không thiếu bọn hắn điểm này tiền. Tề Minh Học ngượng ngùng cười cười, trong lòng tự nhủ ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hơn 100 tỷ đầu tư nói không cần là không cần, Uông thư ký chỉ sợ cũng không dám nói loại lời này. Hứa Thuần Lương nói, lão Tề, tại sao ta cảm giác chúng ta đơn vị từ trên xuống dưới nhiệt tình cũng không quá cao. Tề Minh Học nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, hứa chủ nhiệm ý gì? Hứa Thuần Lương nói, liền nói chiêu này thương đại hội, là ta một người sao? Chiêu thương công việc làm tốt chẳng lẽ liền đối ta một người có chỗ tốt? Tề Minh Học cười nói, nguyên lai là vì chuyện này a, hứa chủ nhiệm chỉ sợ hiểu lầm, chúng ta cũng muốn giúp đỡ, thế nhưng là thước có sở trường tất có chỗ ngắn, mọi người năng lực không giống. Người ít dùng bài này, chính là không muốn giúp bận bịu chứ sao? Tề Minh Học nói, hứa chủ nhiệm, ngươi nhưng oan uổng ta, ta hiện tại cũng tại bốn phía tìm đầu tư, đáng tiếc chúng ta mạch không được a. Ngươi tại thương ủy hội công việc nhiều năm như vậy, nhân mạch không được. Ta còn thực sự cũng không tin, lấy năng lượng của ngươi kéo mười mấy 20 cái ức đầu tư hẳn là không vấn đề gì đi. Tề Minh Học dở khóc dở cười, con hàng này khẳng định là cái người chủ nghĩa lý tưởng, miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái mười mấy 20 cái ức liền ra. Ngươi làm là mười mấy 20 khối dễ dàng như vậy. Ngươi coi trọng ta, mười mấy 20 vạn ta đoán chừng còn có cái này năng lượng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là chỉ có điểm ấy năng lượng cũng sẽ không ngồi tại vị trí hiện tại bên trên. Tề Minh Học nghe được hắn nói bóng gió, rõ ràng là tại nói mình đức không xứng vị, khó tránh khỏi có chút buồn bực, mình là chủ nhiệm phòng làm việc, công tác của hắn chính là trợ giúp lãnh đạo xử lý một chút tạp vụ, hắn cũng không phải chiêu thương xử lý chủ nhiệm. Chiêu thương công việc vốn là không về hắn quản. Tề Minh Học mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng khi lấy Hứa Thuần Lương bột cũng không tiện biểu lộ, chủ yếu là rõ ràng người này hắn đắc tội không nổi, tuét miệng cười khan một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hứa Thuần Lương lại đem hắn gọi lại, để hắn đi cân đối chiêu thương đại hội sân bãi, Hứa Thuần Lương sơ bộ tuyển định sân bãi là Đông Châu thị áo thể trung tâm. Tề Minh Học càng phát ra nhức đầu, Hứa chủ nhiệm, áo thể trung tâm sân bãi có phải hay không quá lớn? Nếu là chiêu thương, đương nhiên chàng diện càng lớn càng tốt, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Tề Minh Học nói, sân bãi phí tổn chính là một bút không nhỏ chi tiêu, mà lại chuyện này còn phải cùng thị cục thể dục cân đối. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ta đem chuyện này giao cho ngươi, ta một người chỉ riêng chiêu thương sự tình đều bận không qua nổi, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền giúp ta giải quyết một cái đi. Tề Minh Học cũng không cho rằng là chuyện nhỏ, cục thể dục lệ thuộc trực tiếp trong thành phố lãnh đạo. Mình liền tay không đi qua, người ta chưa chắc sẽ cho bọn hắn mặt mũi này. Tề Minh Học nói, hứa chủ nhiệm, người ta khẳng định là muốn sân bãi phí dụng, ta cảm thấy chuyện này tốt nhất từ trong thành phố dẫn đầu, nếu như lãnh đạo cấp trên có thể vì chúng ta nói một câu, cái này sự kiện liền dễ làm. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không có khả năng sự tình gì đều hướng trong thành phố tìm xin giúp đỡ a. Người đi trước cùng bọn hắn câu thông một chút, nếu như gặp phải khó khăn gì chúng ta lại thương lượng giải quyết. Tề Minh Học mặc dù cùng Hứa Thuần Lương cùng cấp, nhưng là Hứa Thuần Lương là thương ủy hội thành viên ban ngành, đối diện phái cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể trước đáp ứng. Tề Minh Học bên này rời đi Hứa Thuần Lương văn phòng, lập tức thói quen đi Lâm Diệu Minh nơi đó, hắn đem phát sinh sự tình một năm một mười hướng Lâm Diệu Minh làm một cái báo cáo. Lâm Diệu Minh đối Hứa Thuần Lương tao thao tác đã tập mãi thành thói quen, hắn đối người trẻ tuổi này đánh giá chính là cuồng vọng tự đại, mơ tưởng xa vời. Cùng nghĩ trăm phương ngàn kế đi kéo cái gì đầu tư còn không bằng cước đạp thực địa đem Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình giải quyết, chỉ cần có thể đem Nhạc Tinh tập đoàn cho lưu lại, 1.000 ước đầu tư liền sẽ lưu tại Đông Châu. Đặt vào có sẵn đầu tư không đi giữ gìn, ngược lại bỏ gần tìm xa, dù sao Lâm Diệu Minh là không có cách nào lý giải người trẻ tuổi này ý nghĩ. Tề Minh Học thận trọng nói, Lâm Bí Thư, người nhìn ta phải làm gì? Lâm Diệu Minh nói, đã tiểu hứa đối chiêu thương nhiệt tình cao như vậy. Chúng ta cũng không lý tới từ không phối hợp, vạn nhất hắn chiêu thương thất bại còn phải trách chúng ta đối hắn ủng hộ không đủ. Lời ngầm liền là dựa theo Hứa Thuần Lương nói xử lý, tránh khỏi cuối cùng rơi xuống oán trách, cho hắn từ chối trách nhiệm lưu lại lấy cớ. Tề Minh Học vẻ mặt đưa đám nói, hắn người này có phải hay không quá lý tưởng hóa, chiêu thương đại hội tốt làm, nhưng đầu tư cái nào dễ dàng như vậy liền đưa trở vào. Hiện tại nhà đầu tư ai đều không phải người ngu. Không có khả năng bởi vì ngươi mở cái chiêu thương đại hội liền đem tiền hướng Đông Châu ném. Lâm Diệu Minh nói, người tuổi trẻ bây giờ
bưng trong chén còn nhớ thương trong nồi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại a. Tề Minh Học nói, Lâm Bí Thư, cục thể dục bên kia ta cũng không quen, người nhìn muốn hay không cùng bên kia lãnh đạo chào hỏi. Lâm Diệu Minh hỏi ngược lại, người cảm thấy ta cùng bọn hắn rất quen sao? Ta lên tiếng kêu gọi người ta liền sẽ một phần không nên đem sân bãi cho người bạch dùng. Làm sao có thể? Tề Minh Học bị cự đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, trong lòng tự nhủ không quen liền không quen, người âm dương ta làm gì? Người dù sao cũng là thương ủy hội người đứng đầu, người nhà có loại đi lấy bóp Hứa Thuần Lương a. Lâm Diệu Minh kỳ thật so với ai khác đều phiền muộn, từ khi tại thương ủy hội lên làm người đứng đầu, hắn liền không có giống gần nhất phiền muộn như vậy qua. Nói xác thực hết thảy đều là từ Hứa Thuần Lương đến tới bắt đầu, từ khi con hàng này đi vào thương ủy hội, điều xấu cũng liền tùy theo đến, thương ủy lại đột nhiên trở nên có tồn tại cảm, nghĩ trốn đi được chăng hay chớ đều không có cơ hội, con hàng này quá khả năng hấp dẫn người khác chú ý. Liền lấy Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình tới nói, đi qua làm sao cũng không tới phiên thương ủy sẽ ra mặt hòa giải đàm phán, hiện tại chẳng những có phần tham dự còn bị đẩy hướng sân khấu. Vô luận Lâm Diệu Minh trong lòng có nhiều không tình nguyện, hắn cũng phải đối diện cùng Hứa Thuần Lương ngồi chung một đầu thuyền hiện thực, Hứa Thuần Lương thành công hắn chưa hẳn có thể dính vào ánh sáng, nhưng Hứa Thuần Lương thất bại hắn khẳng định phải cùng theo không may. Hứa Thuần Lương chuyên đi một chuyến Ân Hằng chế dược tổng bộ, hắn đối với nơi này cũng không xa lạ gì, năm đó vì Triệu Hiểu Tuệ sự tình, hắn đã từng đơn thương độc mã, một đường giết tới Thịnh Chiêu Huy văn phòng. Khi đó hắn cùng Thịnh Chiêu Huy vẫn là thủy hỏa bất dung mặt đối lập, khi đó hắn cùng Mai Như Tuyết tình cảm còn như keo như sơn. Chỉ là hiện tại hết thảy đều phát sinh cải biến, hắn cùng Mai Như Tuyết trở nên dần dần từng bước đi đến, hắn cùng Thịnh Chiêu Huy lại tìm được ở chung chi đạo, đương nhiên là lấy Thịnh Chiêu Huy khuất phục làm cơ sở. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Thịnh Chiêu Huy vừa vặn đi Lương Văn Tĩnh văn phòng. Hắn để trợ lý tướng Hứa Thuần Lương mời đến văn phòng ngồi trước, mình lập tức chạy tới. Trợ lý chính là Trần Chỉ Vân, lần nữa nhìn thấy Trần Chỉ Vân, Hứa Thuần Lương không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, xác định nàng chính là Trần Kiến Tân muội muội không sai, không biết nàng là bởi vì nguyên nhân gì đi tới Ân Hằng tập đoàn đi làm, đến cùng là Lương Văn Tĩnh Thanh không rõ ràng thân phận của nàng. Chúng ta giống như đã gặp mặt a, Hứa Thuần Lương cố ý nói. Thấy qua, Trần Chỉ Vân cũng không trở về tránh. Bất quá nàng tiếp lấy lại nhỏ giọng nói, ta rất trân quý chính mình phần công tác này, bọn hắn cũng không biết thân phận của ta. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, như thế nói đến nàng chính là che giấu thân phận tiến vào Ân Hằng, đây cơ hồ nghiệm chứng Hứa Thuần Lương suy đoán. Trần Chỉ Vân tiến vào Ân Hằng tuyệt không phải là vì làm công kiếm tiền đơn giản như vậy, bất quá nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành Thịnh Chiêu Huy trợ lý, đạt được Lương Văn Tĩnh tín nhiệm, đủ thấy cái này nữ hài tử cũng không đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, ra tại nguyên nhân gì đến nơi này? Trần Chỉ Vân mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, cho hắn ngâm chén trà, tướng trà đưa đến Hứa Thuần Lương trước mặt thời điểm, nhỏ giọng nói, có thời gian ta hướng người giải thích. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thịnh Chiêu Huy liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, người còn chưa tới, xin lỗi thanh âm đã vang lên, Hứa chủ nhiệm, không có ý tứ, ta vừa có chút việc đi ra một chuyến, để người đợi lâu. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng là vừa tới. Thịnh Chiêu Huy hướng Trần Chỉ Vân nhìn thoáng qua, Trần Chỉ Vân lập tức thức thời rời đi văn phòng, trước khi rời đi không quên tướng cửa phòng cho mang lên. Hứa Thuần Lương truy đuổi Trần Chỉ Vân bóng lưng ánh mắt bị Thịnh Chiêu Huy bắt được, Thịnh Chiêu Huy cười cười nói, tiểu cô nương dáng dấp không tệ a. Hứa Thuần Lương nói, rất thông minh bộ dáng. Thịnh Chiêu Huy thở dài nói, quá thông minh, dạng này người ta cũng không dám lưu, không phải đối Lương Văn Tĩnh tới nói ta không có có bất kỳ bí mật gì. Hứa Thuần Lương nói, Thịnh Tổng không là ưa thích mỹ nữ sao? Thịnh Chiêu Huy cười khổ nói, ngã một lần khôn hơn một chút, ta ở phương diện này ăn thiệt thòi còn ít a. Hắn tại Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người, thói quen lấy ra một hộp khói, khói đều ngậm lên môi, chợt nhớ tới Hứa Thuần Lương không hút thuốc lá, lại yên lặng lấy xuống để ở một bên, Hứa chủ nhiệm, giữa trưa lưu tại công ty của chúng ta ăn cơm, nếm thử chúng ta cơm ở canteen đồ ăn. Hứa Thuần Lương cười lắc đầu. Ta là đi ngang qua, giữa trưa còn có an bài khác, tới hàn huyên với ngươi trò chuyện liền đi. Thịnh Chiêu Huy biết Hứa Thuần Lương nhất định là vì mình lần trước cầu hắn hỗ trợ sự tình mà đến, biểu hiện được càng phát ra nhiệt tình, Hứa chủ nhiệm, bận rộn nữa cũng phải ăn cơm xong hãy đi, người nhìn đều đến giờ cơm, ở đâu không phải ăn. Hứa Thuần Lương nói, không cần đâu, ta tới liền là để cho ngươi biết, các ngươi nghĩ tại Tân Hồ Tân khu xây nhà máy là không có hy vọng.
Thịnh Chiêu Huy mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng nghe được kết quả này vẫn không che giấu được thất vọng, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Hứa Thuần Lương lắc đầu, Tân Hồ Tân Khu phát triển có 6 cái tôn chỉ, lục sắc, bảo vệ môi trường, bền bỉ, xưởng thuốc căn bản không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Đương nhiên các ngươi tình huống thật có chút đặc thù, là lấy trước lấy được phê, sau đó mới có Tân Hồ Tân Khu, nhưng là xí nghiệp phát triển cũng phải vì cả tòa thành thị phát triển nhường đường, ngươi nói có đúng hay không. Thịnh Chiêu Huy vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta trước đó làm nhiều như vậy công việc liền uổng phí. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình ngươi hẳn phải biết a. Đầu tư của bọn hắn quy mô muốn so với các ngươi lớn, nhưng là vẫn muốn phù hợp Đông Châu phát triển cái nhìn đại cục. Bất quá ngươi cũng đừng thất lạc, Tân Hồ Tân Khu mảnh đất kia cũng sẽ không thu hồi, các ngươi có thể cải biến thổ địa công dụng, tỉ như ở nơi đó kiến thiết tổng bộ, nghiên cứu phát minh trung tâm loại hình bảo vệ môi trường hạng mục. Thịnh Chiêu Huy trong lòng lúc này mới thoáng khá hơn một chút, Hứa Thuần Lương cho hắn cái này trả lời chắc chắn hẳn là kết quả cuối cùng, kỳ thật cái đôi này gần nhất tìm không ít người, đạt được trả lời chắc chắn lớn đều không khác mấy. Thịnh Chiêu Huy nói, như thế nói đến, chúng ta cũng chỉ có thể mặt khác tuyên chỉ. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi thân mời một ít chính sách ưu đãi. Thịnh Chiêu Huy nói, đa tạ Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương có mình bàn tính, ân hằng khoản này đầu tư thông qua hắn đến thúc đẩy liền phải coi như hắn chiến tích, tranh thủ tại chiêu thương đại hội quá trình bên trong ký đến, đây chính là hắn cơ bản bàn. Hứa Thuần Lương cho Thịnh Chiêu Huy hai cái phương hướng, một là Thanh Sơn khu mỏ quặng, hai là tại Hán huyện kinh mở khu, đây đều là hắn đủ khả năng phạm vi. Thịnh Chiêu Huy biểu thị lập tức sẽ tướng chuyện này nói cho Lương Văn Tĩnh, cuối cùng quyết định còn phải tổ chức ban giám đốc, dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty. Bất quá ân hằng xây nhà máy cũng là tên đã trên dây, làm Đông Châu bản thổ dân doanh xí nghiệp, trong ngắn hạn sẽ không cân nhắc đi nơi khác phát triển. Hứa Thuần Lương rời đi ân hằng về sau lại đi Hán Nguyên suối nước nóng, thật sự là hắn cùng Trương Hằng Dương đã hẹn. Trương Hằng Dương trong khoảng thời gian này một mực tại lợi dụng tự thân quan hệ trợ giúp Hứa Thuần Lương liên hệ đầu tư, bằng vào quan hệ của hắn cũng hoàn toàn chính xác liên hệ đến mấy cái trọng lượng cấp hạng mục, trong đó một cái chính là nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục, muốn nói hạng mục này sớm nhất vẫn là thoát thai từ Đại Hằng tập đoàn. Bất động sản tiến vào trời đông giá rét về sau, Đại Hằng cũng tao ngộ nợ nần nguy cơ, vì thoát khỏi khốn cảnh, bọn hắn không thể không tại cả nước phạm vi bên trong bán ra bất động sản hạng mục. Đã từng một lần ký thác kỳ vọng tạo xe hạng mục cũng nhịn đau chuyển nhượng ra ngoài. Trong nước chứ danh điện thoại xưởng Quang Địch Khoa Kỹ tiếp bàn toàn bộ Đại Hằng ô tô hạng mục, động tác của bọn hắn rất lớn, muốn ở trong nước kiến thiết hai cái cỡ lớn nơi sản sinh, một cái đã tại hoàn thành kiến thành đầu tư, một cái khác muốn đặt ở Giang Bắc. Bởi vì Quang Địch Khoa Kỹ là đem toàn bộ Đại Hằng ô tô đóng gói cầm xuống, đi qua chủ yếu nhân viên quản lý cũng không làm quá lớn biến động. Nguyên Đại Hằng ô tô giám đốc Dương Văn Đạt trước mắt đảm nhiệm Quang Địch ô tô CEO. Trương Hằng Dương cùng Dương Văn Đạt đi qua tại Đại Hằng tập đoàn đã từng nhiều lần hợp tác, tự mình cũng là bạn rất thân, cho nên hắn liên hệ Dương Văn Đạt. Dương Văn Đạt đối Đông Châu cũng chưa quen thuộc, lần này cũng là ứng Trương Hằng Dương mời đi theo làm không nghi thức khảo sát. Trương Hằng Dương vừa mới bắt đầu cũng không có tướng Dương Văn Đạt thân phận tất cả đều tiết lộ cho Hứa Thuần Lương, chỉ nói muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho hắn nhận biết. Chủ khách ngồi xuống về sau, Trương Hằng Dương mới cho song phương làm một cái chính thức giới thiệu. Hứa Thuần Lương đối Quang Địch Khoa Kỹ ấn tượng còn dừng lại tại tạo điện thoại, nghĩ không ra hiện tại thế mà liền ô tô cũng có thể tạo, bất quá ngẫm lại cái đồ chơi này cũng không có nhiều khoa học kỹ thuật hàm lượng, dựa theo một vị nào đó khoa học kỹ thuật vòng đại lão, thế lực mới tạo xe chính là lớn tablet, sofa lớn, lớn pin thêm 4 cái bánh xe. Dương Văn Đạt là cái dáng người không cao mặt mũi tràn đầy ôn hòa trung niên nhân. Hắn mỉm cười nói, ta lần này tới mục đích là thăm bạn, từ ta tới Hằng Dương liền cho ta đề cử Đông Châu hoàn cảnh đầu tư nhất lưu. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương Tổng là ta hảo đại ca, ta hiện đang phụ trách Đông Châu chiêu thương công việc, hắn cũng là nghĩ giúp ta kéo kéo công trạng. Dương Văn Đạt cười ha hả, không có lúc gặp mặt Hằng Dương liền kỳ ngươi làm việc lôi lệ phong hành, hiện tại xem xét quả là thế. Trương Hằng Dương nói, lấy ta kinh thương như thế kinh nghiệm nhiều năm. Không có thực lực nhân tài trốn trốn tránh tránh, có thực lực nghĩ người làm việc bình thường đều là đi thẳng vào vấn đề đi thẳng về thẳng. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Dương Tổng đối với chúng ta Đông Châu chỉnh thể ấn tượng như thế nào? Dương Văn Đạt nói, không tệ, vô luận là địa lý điều kiện vẫn là chính sách bồi dưỡng đều rất không tệ.
Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến chúng ta liền có hợp tác hy vọng. Dương Văn Đạt nói, không nói gạt ngươi, chúng ta Quang Địch ô tô một mực tại tiến hành phương Bắc sản nghiệp căn cứ tuyên chỉ phạm vi chính là tại Trường Giang phía Bắc Hoàng Hà phía Nam. Cái này tuyên chỉ phạm vi là có giảng cứu, phương Nam đã có sản nghiệp căn cứ, sở dĩ không có cân nhắc Hoàng Hà phía Bắc, là bởi vì thời tiết nguyên nhân, quá dựa vào Bắc, nguồn năng lượng mới xe bay liên tục lại nhận nhiệt độ không khí nhân tố ảnh hưởng, thị trường cũng không dễ dàng mở ra. Đông Châu cái địa phương này tại vị trí địa lý bên trên được trời ưu ái, giao thông tiện lợi, phóng xạ phạm vi còn cũng đủ lớn, trước mắt mà nói, chủ yếu là muốn nhìn Đông Châu phương diện có thể xuất ra như thế nào chính sách ưu đãi. Trong nước thế lực mới tạo xe khẳng định sẽ đem chính sách nhân tố tính toán trong đó. Dương Văn Đạt cũng tiết lộ cho Hứa Thuần Lương một cái tương đối quan trọng tin tức, bọn hắn tương lai nơi sản sinh, nhà máy chiếm diện tích ít nhất phải 100 vạn mét vuông. Tổng đầu tư vượt qua 200 ức nhân dân tệ. Muốn kiến thiết khởi toàn cầu dẫn trước dây chuyền sản xuất cùng trí năng hóa xưởng, hàng năm nhưng sản xuất 50 vạn chiếc chạy bằng điện ô tô. Cái này từng cái số lượng để Hứa Thuần Lương trong lòng mừng thầm, chỉ cần đem Quang Địch ô tô cái này một đơn cầm xuống, mình đối Đông Châu đối Uông Kiến Minh liền xem như có bản giao. Hứa Thuần Lương vốn định an bài Dương Văn Đạt mau chóng cùng Uông Kiến Minh gặp mặt, nhưng Dương Văn Đạt biểu hiện ra tương đương định lực. Hắn biểu thị lần này lấy thăm bạn làm chủ, ước định tháng sau mới tới Đông Châu tiến hành một lần chính thức thương vụ hành trình. Đầu tháng sau vừa vặn gặp phải chiêu thương đại hội, Hứa Thuần Lương cũng không nhất thời vội vã, hắn cũng minh bạch Dương Văn Đạt có nhiều ý tứ, trước tiên đem chờ mong gặp kéo căng, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều ưu đãi chính sách, đây chính là đánh cờ. Dương Văn Đạt thuận tiện mời Hứa Thuần Lương gần nhất đi hoàn thành tổng bộ khảo sát, tìm hiểu một chút Quang Địch ô tô hiện trạng, Hứa Thuần Lương vui vẻ đáp ứng lời mời. 200 ước đầu tư cũng không phải một con số nhỏ, Hứa Thuần Lương trước tiên nói cho Tần Chính Dương, Tần Chính Dương cho rằng đây chính là cái tin tức tốt, hẳn là lập tức báo cáo cho Uông Kiến Minh. Tần Chính Dương tiến vào Uông Kiến Minh văn phòng thời điểm, Uông Kiến Minh chính thẩm duyệt nhạc tinh tập đoàn mới nhất tố cầu, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Tại Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình bên trên, bọn hắn Đông Châu phương diện đã cho đủ thành ý, nhưng là nhạc tinh tập đoàn phương diện vẫn không hài lòng, lại đưa ra yêu cầu mới. Tần Chính Dương nhìn mặt mà nói chuyện, lặng lẽ giúp Uông Kiến Minh nối liền nước nóng. Uông Kiến Minh nói, nhạc tinh muốn tại Thanh Sơn mỏ địa chỉ ban đầu tu kiến một tòa lý phát nguyên kỷ niệm quán. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, lý phát nguyên là nhạc tinh tập đoàn người sáng lập Lý Bình Tinh phụ thân, năm đó ở Thanh Sơn quáng nạn không lâu bị quỷ tử xử bắn, nói đến Lý Bình Tinh muốn thông qua phương thức nào đó đến kỷ niệm cha của hắn ý nghĩ cũng là nhân chi thường tình. Tiền cũng là hắn ra, cũng chiếm không có bao nhiêu phương, nhưng mấu chốt là Lý Phát Nguyên người này lịch sử định vị. Tần Chính Dương nói, liên quan tới Lý Phát Nguyên người này ta ít nhiều hiểu rõ qua một chút, hắn là Nghê Hồng người thuê công trình sư, giống như cũng không có có cái gì đặc biệt quang huy sự tích. Tần Chính Dương nói đến tương đối mịt mờ, lúc ấy Lý Phát Nguyên chính là cho Đông Doanh quỷ tử làm công, kỷ niệm quán bình thường là anh hùng liệt sĩ mới xứng hưởng, cái này Lý Phát Nguyên giống như không đủ tư cách. Uông Kiến Minh nói, chính là nguyên nhân này nha, nếu như, ta nói là nếu như, cái này Lý Phát Nguyên khi còn sống từng làm qua nối giáo cho giặc sự tình, chúng ta đồng ý cho hắn kiến thiết kỷ niệm quán chẳng phải là thành một chuyện cười. Tần Chính Dương nói, ý của ngài là, Lý Phát Nguyên là cái hai quỷ tử. Uông Kiến Minh nói, không bài trừ khả năng này, mặc dù hắn bị Đông Doanh quỷ tử xử bắn, cũng không thể cho thấy hắn chính là một vị liệt sĩ, càng không phải là cái gì chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ. Cái này nhạc tinh tập đoàn thật đúng là có chút ý tứ, bọn hắn vào lúc này đưa ra kiến thiết kỷ niệm quán, không phải liền là nghĩ để chúng ta quan phương ra mặt hỗ trợ học thuộc lòng, chứng minh Lý Phát Nguyên là người tốt. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, nhưng chúng ta đối Lý Phát Nguyên một thân cũng không hiểu rõ a, nếu như hắn thật có qua kháng nhật cụ thể hành vi, xây cũng liền xây, nhưng vạn nhất hắn không phải, hay là làm qua tổn hại dân tộc Trung Hoa lợi ích sự tình, cho hắn kiến thiết kỷ niệm quán chẳng phải là thành trò cười. Uông Kiến Minh nói, người liên lạc một chút nhạc tinh phương diện, đã bọn hắn nghĩ xây cái này kỷ niệm quán, liền muốn bọn hắn xuất ra Lý Phát Nguyên cụ thể anh hùng sự tích, không có chứng cứ rõ ràng, cái miệng này từ tuyệt đối không thể lái, còn có cho bọn hắn nhượng bộ dừng ở đây, không thể để cho bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Chính Dương nói, ta quay đầu phải. Uông Kiến Minh nói, người tìm ta có phải hay không còn có chuyện khác. Tần Chính Dương cười đem Hứa Thuần Lương vừa cùng chính mình nói sự tình nói một lần. Uông Kiến Minh sau khi nghe xong tâm tình cũng là không sai,
Hứa Thuần Lương tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh, ta hiện tại đối với hắn cái này chiêu thương đại hội lại có chút mong đợi. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ, đó chính là đi qua không coi trọng thôi, Uông Kiến Minh mặc dù là cái thiết thực lãnh đạo, nhưng là tại quyền mưu sử dụng bên trên cũng rất có một bộ. Thể chế bên trong cân nhắc một người cùng trong hiện thực tiêu chuẩn hoàn toàn không giống, Tần Chính Dương tại Uông Kiến Minh bên người cũng học được không ít đồ vật. Tần Chính Dương nói không chừng, tiểu hứa thật có thể kéo đến vượt qua Nhạc Tinh đầu tư. Uông Kiến Minh nói, Hàn Tín dụng binh càng nhiều càng tốt. Tần Chính Dương đang chuẩn bị cáo từ rời đi, Uông Kiến Minh lại nói, đúng rồi, gần nhất có hay không cùng Mai Như Tuyết bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Tần Chính Dương trong lòng nao nao, Uông Kiến Minh tra hỏi phi thường hàm xúc, nhưng là ẩn giấu đi gần nhất Hứa Thuần Lương có hay không cùng Mai Như Tuyết lui tới mật thiết y tứ, chẳng lẽ hắn nghe nói cái gì? Tần Chính Dương nói, vẫn là lần trước tiểu hứa tổ cục, trao đổi chiêu thương đại hội sự tình, nhưng Mai Như Tuyết kiên quyết lựa chọn rời khỏi, về sau liền chưa từng thấy. Uông Kiến Minh đối câu trả lời của hắn biểu thị hài lòng, gật đầu nói, tiểu Mai làm rất đúng, nên tránh hiểm nghi vẫn là phải tránh hiểm nghi. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng, Uông Kiến Minh đây là muốn để cho mình chuyển cáo Hứa Thuần Lương, khẳng định là có người tại Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ bên trên làm văn chương. Kỳ thật Uông Kiến Minh đối quan hệ của hai người tương đối mẫn cảm không thể bình thường hơn được, hắn chẳng những là Đông Châu người đứng đầu, cũng là Uông gia một phần tử, nếu như Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tại cái này ngay miệng náo ra cái gì tình cũ phục nhiên chuyện xấu, nhưng chẳng khác nào trước mặt mọi người đánh Uông gia một bàn tay. Tần Chính Dương sau khi đi, Uông Kiến Minh không tự chủ được thở dài, hắn dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ nói những lời này, Hứa Thuần Lương mỗi lần đi tìm Mai Như Tuyết, đều sẽ có người hướng hắn báo cáo. Uông Kiến Minh có loại rất dự cảm không tốt, mặc dù Uông Kiến Thành là em họ của hắn, nhưng là dứt bỏ bối cảnh nhân tố, hắn cũng không cho rằng Uông Kiến Thành điều kiện so Hứa Thuần Lương ưu việt hơn, huống chi là hiện tại loại tình huống này. Mai Như Tuyết lựa chọn Uông Kiến Thành khẳng định không phải là bởi vì tình yêu, loại này xây dựng ở gia đình trên lợi ích chính trị thông gia không tình cảm chút nào có thể nói. Làm lão đại ca Tần Chính Dương từ Uông Kiến Minh văn phòng sau khi đi ra lập tức liền cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng có tin tức tốt, nhưng Tần Chính Dương mở miệng đem hắn cho hỏi mộng, người gần nhất cùng Mai Như Tuyết còn có liên hệ. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút hồi đáp, đều là bởi vì công việc, làm sao? Có người nói mò gì rồi? Tần Chính Dương nói, các ngươi trong công tác giống như cũng không có quá nhiều gặp nhau. Hứa Thuần Lương nói, Chính Dương ca, có chuyện nói thẳng. Tần Chính Dương nói, ta tin tưởng các ngươi ở giữa khẳng định không có gì. Nhưng là bên cạnh của chúng ta tồn tại quá nhiều người hữu tâm, bọn hắn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, loại thời điểm này vạn vừa truyền ra một chút tin đồn thất thiệt lời đồn đại, vô luận đối ngươi vẫn là nàng đều không phải là chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký nghe nói cái gì rồi? Tần Chính Dương nói, chính ngươi suy nghĩ một chút. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, đêm hôm đó tuyết như thế lớn, hai người tại dã ngoại hoang vu, khắp nơi không người, ấn lý thuyết sẽ không bị người cho để mắt tới. Tại nàng trong văn phòng, Mai Như Tuyết mặc dù bắt đầu kháng cự, thế nhưng là tại mình kiên trì hạ cũng rất nhanh lựa chọn phục tùng, chẳng lẽ lại nàng văn phòng bị người cho trang giám sát? Hứa Thuần Lương nghĩ tới đây, nội tâm một trận dùng mình. Con hàng này trước tiên đi trước xe thương vụ bên trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, xác định trong xe không có chứa nghe trộm giám sát loại hình trang bị, bất quá cỗ xe quỹ tích hẳn không phải là bí mật, chiếc xe này cũng không phải thuộc về hắn một người chuyên dụng. Vạn nhất người hữu tâm tra chiếc xe này hành động quỹ tích, chẳng phải là liền hắn mấy ngày nay đi nơi nào, ngừng ở lại bao lâu đều rõ ràng. Hứa Thuần Lương thầm mắng cái này chó nhập trí năng thời đại, bất quá khả năng này cũng cực kỳ bé nhỏ, chiếc xe này gần nhất đều là chính hắn tại dùng, lái xe hẳn là sẽ không thời thời khắc khắc nhìn trộm cỗ xe quỹ tích. Hứa Thuần Lương suy nghĩ liên tục, vẫn là dùng máy riêng cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, nguyên nhân chủ yếu là điện thoại đánh sợ nàng không tiếp. Mai Như Tuyết tiếp thông điện thoại, nghe được Hứa Thuần Lương thanh âm, không khỏi đau đầu, người có hết hay không? Nàng cho rằng người này là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với mình nghiệt, nghĩ nghĩ lần trước ở văn phòng phát sinh chuyện hoang đường, nàng đến bây giờ đều đỏ mặt, bất quá nàng phi thường rõ ràng mình đối Hứa Thuần Lương hành vi cũng không có kháng cự, ngược lại lựa chọn phối hợp, đúng là mình đối với hắn dung túng mới tạo thành hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Thuần Lương cười nói, Mai Bí Thư. Ngươi trước chớ vội treo, ta tìm ngươi là muốn theo ngươi đàm một cái hạng mục lớn. Mai Như Tuyết nói, ngươi lại có chuyện đứng đắn. Hứa Thuần Lương nói, làm sao?
có hơi thất vọng. Mai Như Tuyết nói, ngươi lại nói như vậy ta liền ăn tỏi rồi. Hứa Thuần Lương nói, không vội thì treo, thật có hạng mục lớn. Hắn đem Quang Địch ô tô hạng mục nói cho Mai Như Tuyết, hạng mục này nếu như ngụ lại Đông Châu, cụ thể địa điểm còn phải dựa vào hắn đề cử. Hứa Thuần Lương căn cứ phủ xa không lưu ruộng người ngoài đạo lý, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi Mai Như Tuyết, 200 ức hạng mục cũng không nhỏ, mà lại cái này nguồn năng lượng mới ô tô phù hợp Tân Hồ Tân khu phát triển định vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.